Đến giờ ăn cơm rồi Còn định đi đâu vậy Hà Duyên Em lên quán ông phụ anh Minh giúp một tay Hôm nay tối thứ bảy chắc là đông khách lắm đấy Cả nhà cứ ăn cơm đi Không phải lo cơm cho em đâu Sao không đi ô tô Đi xe máy đêm về nguy hiểm lắm đấy Quán anh Minh bé tí Làm gì có chỗ mà để ô tô Mấy cả em thích đi xe máy Dứt lời Duyên lên xe máy phóng đi mất Để lại Chi chỉ còn biết đứng lắc đầu Trước đây Chi là bạn thân của Duyên rồi bây giờ làm luôn chị dâu nó Chơi với nhau chục năm nay rồi Nên Chi chẳng còn lạ gì Với cái tính của Duyên nữa Duyên vốn tính tiểu thư từ nhỏ Muốn gì được nấy Thành ra đến bây giờ tính nết Nó có phần ngang bướng Biết bao nhiêu chàng trai có công việc Làm ăn ổn định gia cảnh hai bên môn đăng hộ đối Hơn thế nữa Nhiều chàng trai đến với nó Bằng tình cảm rất chân thành Nhưng nó đều thẳng thừng từ chối Chẳng phải nói chảnh trẻ gì đâu Mà là trong lòng nó đã có người khác rồi ngặt một nỗi người trong lòng nó lại chỉ là một anh chàng bán ốc luộc hoàn cảnh gia đình người đó thì vô cùng rắc rối đối ngược hoàn toàn với gia đình duyên gia đình duyên có truyền thống theo ngành y có bố là giám đốc bệnh viện huyện còn anh trai thì làm trường khoa sản không những vậy anh trai duyên còn có cả một hệ thống cửa hàng dụng cụ y tế dài khắp mấy tỉnh miền bắc bởi vậy mà không ai trong gia đình ủng hộ chuyện tình cảm của duyên duyên lại đến quán ốc rồi hả con vâng Duyên bây giờ cũng 24 tuổi rồi Em nó đủ chín chắn để quyết định chuyện tình cảm của mình Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá kẻo bệnh tiền đình lại tái phát Biết là như vậy Nhưng nhìn con gái mình lúc nào cũng phải chạy theo Một thằng con trai chẳng có chút tiền đồ gì Thì người làm mẹ sao có thể yên lòng được Bà Tâm thở dài Ánh mắt đầy buồn bã nhìn ra bên ngoài cánh cổng Bao lần bà đã khuyên nhủ đứa con gái Mà nó chẳng chịu nghe lời Bà là người từng trải Tất nhiên hiểu đời hơn là phụ nữ khi chọn chồng hãy chọn người yêu mình vì khi đã về chung một nhà thì người phụ nữ cần vẫn là cái tâm của người đàn ông bên cạnh bà không cần con gái bà phải lấy một người quá xuất sắc quá hoàn hảo bà chỉ cần một người yêu thương nó thật lòng đặt nó lên trên hết mọi thứ phù phiếm ở đời lấy được người đàn ông như thế thì cả đời nó không phải lo lắng hay muộn phiền gì thế nhưng duyên thì không cùng quan điểm với bà nó luôn cho rằng Muốn có hạnh phúc thì hai bên phải đến với nhau bằng tình yêu. Vậy nên nó cứ cố chấp chạy theo cái gọi là tình yêu đấy. Nhưng khổ hơn đó lại là tình yêu đơn phương. Chỉ có mình nó yêu người ta thôi. Chứ người ta đâu có để ý gì đến nó. chi thấy mẹ chồng cứ đứng ở hiên nhà thẫn thờ còn liên tục phát ra những tiếng thở dài. Chỉ biết mẹ đang rất muộn phiền về chuyện tình cảm của Duyên. Chỉ ôm cánh tay mẹ rồi an ủi. Em nó không nghe lời thì mai sau Sướng khổ gì nó phải chịu Tính nó ngang bướng mẹ biết mà Nói nặng với nó không được đâu Rồi để từ từ con khuyên nhủ em Vào ăn cơm thôi mẹ Cơm canh nguội hết mất rồi Ừ mặc xác nó Còn cái nuôi lớn Đến khi đủ lông đủ cánh rồi Thì không coi lời nói của ba mẹ ra gì hết Suốt ngày mơ mộng viền vông Chạy theo tình yêu Bà Tâm cứ mạnh mồm thế thôi Chứ thật ra trong lòng lo lắng Không yên Đến bữa cơm bà cũng chẳng buồn ăn ăn vài hạt rồi đứng dậy chơi với đậu đỏ. Bây giờ chỉ có đứa cháu nội này là niềm vui duy nhất của bà thôi. Duyên trước đây tính tiểu thư đồng đành lắm, mẹ dạy nấu ăn cả tuần cũng chẳng nấu nổi được món nào ra hồn. Thế mà bây giờ khi yêu vào lại thành một con người hoàn toàn khác. Chỉ cần nhìn Minh làm ốc xào có mấy lần là nó biết làm ngay. Đến bây giờ thì nó cũng thành chuyên nghiệp rồi. Quán ốc của Minh tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng đông kín khách bởi vì món ốc minh làm vừa lạ miệng vừa ngon khiến ai cũng phải suýt xoa khi thưởng thức hơn thế nữa minh phục vụ rất chu đáo tất cả những khách hàng đã từng đến quán minh thì đều rất hài lòng ai đã đến một lần thì đều muốn đến lần thứ hai khách thì đông trong khi đó chỉ có một mình minh làm đủ mọi việc bởi vậy mà duyên sót anh lắm hôm nào mà có thời gian rảnh lại xuống phụ anh một tay ngay đến đêm khi khách đã về hết duyên còn ở lại giúp anh phụ rửa bát còn Minh vừa dọn dẹp lại quán vừa nấu thêm ít món để ăn cơm. Ngước lên nhìn đồng hồ đã là 11 giờ đêm, tầm này đường phố dần thưa người, nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ. Trong quán ốc nhỏ có hai người bây giờ mới cùng nhau ăn bữa tối. Những món ăn trên bàn thật đơn giản nhưng sao Duyên lại thấy ngon đến thế. "Lần sau em đừng đến phụ anh nữa, anh khó xử lắm." Mặc kệ lời Minh nói, Duyên vẫn ngồi ăn bình thản, lần nào mà Minh chẳng nói thế, nói chán thì thôi nhìn anh vất vả như vậy sao duyên nỡ đứng nhìn được chứ ăn hết hai bát cơm duyên mới ngẩng lên nhìn anh rồi nói sao phải khó xử em đã nói với anh rồi cơ mà cả ngày em làm việc trên máy tính đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng công việc ở quán ốc này khiến em thoải mái hơn mấy cả em thích ăn cơm anh nấu nữa anh lại không thấy thế duyên nghe sau câu nói lấp lửng của anh phảng phất có tiếng thở dài duyên biết dù cô có gồng sức có gắng như thế nào thì cũng chẳng qua nổi mắt anh. Những công việc ở quán ốc thật sự là có hơi quá sức với cô, vì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải động tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Nhưng vì thương anh nên cô đã tập xào ốc, rửa bát. Dù cực khổ thế nào, cô cũng chịu đựng được hết. Duyên không muốn đề cập đến chuyện này nữa, cô mỉm cười rồi lảng qua chuyện khác. Càng ngày khách càng đông, anh có ý định làm lại quán không? Có chứ, nhưng bây giờ anh chưa đủ kinh phí, chắc phải đến sang năm anh mới làm lại. Anh còn thiếu bao nhiêu em cho anh vay Bao giờ anh có thì anh trả lại em cũng được Câu nói của Duyên rất đối bình thường Cớ sao mặt Minh lại khó chịu đến thế Anh chẳng thèm nói câu nào với Duyên Mà cứ thế lẳng lặng dọn dẹp bát đĩa trên bàn Đem đi rửa Duyên chẳng hiểu gì hết Thấy anh gặp khó khăn Cô muốn giúp thôi mà Chưa nhận được câu trả lời của anh Nên Duyên vẫn cứ léo đéo theo sau hỏi Sao anh không nói gì hết thế Duyên nghe rõ tiếng anh thở dài anh đặt mấy cái bát vào chậu rồi nghiêm giọng nói duyên này dạ em có lòng tốt đến phụ giúp anh bán hàng anh thật sự cảm ơn còn những cái khác anh không dám nhận đâu việc sửa quán không cần vội duyên nghe những lời minh nói mà có chút chạnh lòng lần nào anh cũng từ chối sự giúp đỡ của cô duyên biết tại sao anh lại cư xử như vậy vì vốn dĩ trong chuyện tình cảm này chỉ có cô yêu đơn phương anh mà thôi duyên buồn bã với lấy chiếc túi sách trên kệ rồi lặng lẽ ra về mình thấy duyên về liền đóng cửa quán rồi vội vàng đi theo sau lần nào cũng thế anh đều đưa cô về đến tận cổng nhìn thấy cô an toàn vào nhà anh mới yên tâm được duyên giúp anh nhiều nên anh cũng phải có trách nhiệm đưa cô về duyên luôn hỏi anh rằng tại sao anh luôn tỏ ra khó chịu với cô cô đâu làm gì sai tất cả những việc cô làm đều muốn tốt cho anh thôi cơ mà đúng duyên không sai là anh sai anh khó chịu với cô bởi vì cô tốt với anh quá làm anh luôn thấy khó xử khi đứng trước mặt cô anh không thể cho cô tình cảm như cô mong muốn màn đêm dần dần buông xuống mọi thứ trở về bình yên và tĩnh lặng cũng là lúc con người ta cảm thấy yếu đuối nhất thời gian qua nhanh như một cơn gió cuốn đi mọi thứ nhưng nó không thể nào cuốn đi ký ức giữa anh và người con gái đó người con gái anh dành hết tâm can để yêu người đã hứa với anh sẽ trở về mà sau đến nay đã là 5 năm rồi vẫn không thấy người đó trở lại. Duyên vẫn đứng ở cổng nhìn bóng Minh đi khuất, chẳng biết mình đang suy nghĩ gì mà sao trông anh buồn đến thế. Ai cũng mắng Duyên là ngu ngốc, mù quáng chạy theo một người không xứng đáng với mình, nhưng họ không phải là cô, họ không thể nào thấu hiểu được cảm giác. Năm nay cô đã 24 tuổi rồi, đã đủ trưởng thành để biết bản thân muốn gì và làm gì. Mẹ cô cứ thường hay khuyên nhủ, con gái nên lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu như vậy sau này mới sướng duyên biết mẹ muốn tốt cho con gái thôi nhưng cô lại không nghĩ như thế hôn nhân là chuyện hệ trọng cả một đời sao có thể nhắm mắt đưa chân lấy người mà mình không yêu đã không có tình cảm thì làm sao có được hạnh phúc cô sẽ theo đuổi tình yêu của mình đến cùng để sau này dù kết quả có ra sao thì cô cũng không phải hối tiếc lại nhớ lần đầu tiên duyên gặp minh vào một buổi tối giữa mùa thu cũng tại quán ốc đó một anh chủ quán cao to vạm vỡ có màu da đồng khỏe khoắn cùng gương mặt điển trai đã làm con tim duyên lần đầu biết rung động đúng kiểu con trai mà duyên tìm kiếm bấy lâu nay cả buổi tối ngày hôm đó trong lòng duyên cứ bồi hồi sao xuyến mãi từ đó duyên rất chăm chỉ đến quán ốc càng tiếp xúc với anh nhiều cô lại càng cảm nắng anh nhiều hơn người đâu vừa đẹp trai lại nấu ăn ngon nữa cô mê anh mê cả món ốc anh làm dù đã yêu thầm anh hai năm nhưng Duyên vẫn chưa đủ dũng khí để bày tỏ lòng mình bởi vì cô sợ, sợ anh từ chối. Hai năm qua, anh vẫn luôn tỏ ra khó chịu và lạnh nhạt với cô. Chắc có lẽ tình yêu cô dành cho anh vẫn chưa đủ lớn nên anh vẫn chưa cảm nhận được thì phải. Duyên đang thơ thần suy nghĩ thì bỗng nhiên có một cánh tay to lớn vạm vỡ vỗ mạnh lên vai cô làm cô giật bắn người. Cô nhằn mặt quay lại đằng sau bực bội nói Anh làm em sắp rớt tim ra ngoài rồi đấy lần nào cũng như ma xó vậy anh về bao giờ thế anh vừa mới về là đến thăm em luôn đây này mà con gái con đứa đi đâu giờ này mới về mặc xác em liên quan gì tới anh thôi em mệt lắm em đi ngủ đây dứt lời duyên ngắp ngắn ngắp dài bước vào nhà làm hải thấy hụt hẫng vô cùng anh tận trên thành phố về thăm cô mà cô thì cứ vô tư chẳng hiểu ý anh anh léo đéo theo sau cô hờn rỗi em còn chưa thèm nhìn mặt anh nữa đấy em có biết là anh nhớ em lắm không Trời ạ, à, anh là bác sĩ tâm lý mà sao chẳng thấy anh tâm lý tẹo nào thế. Em bây giờ rất mệt chỉ muốn đi ngủ thôi ấy. Mai á, nhìn mặt nhau sau nhé. Thế mai anh qua đón em đi ăn sáng nhé. Vâng, được. Hoàng Hải là bác sĩ tâm lý làm trong bệnh viện Bạch Mai, anh là bạn của anh trai Duyên, năm nay cũng 30 tuổi rồi, lần nào về ba mẹ cũng dục anh lấy vợ. Trên thành phố nhiều cô gái ngỏ ý với anh lắm, nhưng sao anh chẳng thấy hứng thú với cô nào hết ý trong mắt anh chỉ thấy duyên là hợp với anh nhất gia cảnh hai bên gia đình lại môn đăng hộ đối đều có truyền thống ngành y hai bên gia đình ai cũng nhiệt tình ủng hộ bây giờ chỉ còn đợi ý của duyên nữa thôi sáng hôm sau như đã hẹn hải đến đón duyên đi ăn sáng lần nào đi ăn cùng với cô anh cũng thấy bồi hồi như lần đầu tiên nhưng duyên lại khác khi anh đến cô vẫn đang ngủ đêm qua nói đi ăn sáng cùng anh vậy mà bây giờ hỏi đã quên luôn rồi nhưng anh không thấy buồn lắm vì đã quá quen cái kiểu này của cô. Bà Tâm ngại dùng đứa con gái, chẳng có chút phép tác gì cả, là tại bà quá chiều nó rồi, đến cái phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Bà thở dài, rồi gọi Hải lại ngồi uống trà với ông bà. Hải, ngồi xuống đây uống trà với bác, chờ em nó một chút. Cái con bé này, đầu óc nó lúc nào cũng như trên mây ấy, luôn làm người khác phải bận lòng. Con không sao đâu, bác đừng trách Duyên, đêm qua Duyên về muộn chắc mệt nên em ngủ quên thôi tính của duyên vẫn còn trẻ con lắm đến giờ bác vẫn chưa yên tâm về nó nếu nó mà lấy được người chín chắn biết suy nghĩ như con thì tốt biết mấy bà tâm vừa dứt lời thì duyên cũng xuống đến nơi trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ bà tâm thấy thế thì liền ngạc nhiên hỏi ơ ờ, sao giờ này vẫn còn chưa thay đồ để anh chờ từ nãy đến giờ rồi đấy vừa con mới nhớ ra là hôm nay phải đi khảo sát mấy cửa hàng vật tư y tế giúp chị chi rồi Duyên quay sang Hải ái nái xin lỗi. Hải thoáng buồn, lần nào có hẹn với Duyên anh đều rất mong chờ, nhưng anh cũng chẳng thể giận cô được. Vậy thì Hải ở lại ăn sáng với nhà bác luôn. Bà tâm nhiệt tình đề nghị, Hải sau một hồi lưỡng lự cũng đồng ý ở lại. Anh tranh thủ về gặp Duyên được tí thôi, chứ chiều lại phải lên thành phố để làm việc rồi, thế nên anh muốn có nhiều thời gian ở bên cô hơn. Ăn sáng xong anh chờ em đi khảo sát nhé Duyên. Duyên đang ăn, nghe thấy Hải nói vậy liền nuốt một miếng thịt bò trong miệng rồi xua tay nói ôi không cần đâu anh em đi quen rồi với cả tính em hay thích lang thang bằng xe máy cơ không thích đi ô tô đâu đúng rồi đó anh hải anh không theo nổi nó đâu có khi nó đi đến đêm mới về ấy nói xong chị mới biết mình lỡ mồm quên mất là hải đang theo đuổi duyên cô cũng phải giữ cho nó ít thể diện chứ ấy thế mà duyên chẳng thèm để ý nó còn bồi thêm vâng nhiều khi em đi đến đêm mới về cơ mà chiều nay anh đi rồi phải không Thế thì đâu có thể đưa em đi được Ừ vậy hẹn em khi khác Bà Tâm nghe cách con gái nói chuyện Mà ngứa hết cả tai Người ta thường nói đẹp đẽ thì khoe ra Xấu xa thì đậy vào Thế mà đứa con gái của bà cứ bơ bô cái mồm Nói ra cái tật xấu của mình Con gái con đứa thường xuyên đi đến đêm mới về Thì thằng nào mà nó thèm lấy Bà biết con gái bà đi đâu Nhưng người ngoài thì đâu có biết Rồi họ lại theo dệt lên đủ thứ chuyện Khiến bà nhức hết cả đầu Con ăn xong rồi con chuẩn bị đi làm đây anh Hải ở đây chơi với ba mẹ em nhé Duyên đang định bước lên lầu thì bị bà Tâm gọi lại bà tỏ rõ sự khó chịu con làm việc cho anh Vũ thoải mái thời gian chứ đâu phải bó buộc gì mà sao lại ăn vội ăn vàng thế ngồi lại đây chơi với anh Hải một lúc nữa đi chiều anh đi rồi vâng ạ dù không thích một chút nào nhưng Duyên vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ cô miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Hải cơ mà cô với anh đâu có chuyện gì để nói cứ ngồi nhìn nhau thế này chẳng thấy thoải mái chút nào ngồi được vài phút như chợt nhớ ra điều gì đó duyên đứng bật dậy cố tiến lại gần bếp làm thêm một tô bún bò nữa cho vào cặp lồng rồi bọc lại cẩn thận cả nhà ai nấy cũng đều nhìn nhau ngạc nhiên bà tâm khó hiểu lên tiếng hỏi con làm bún mang đi đâu thế con mang đi ăn mà mẹ biết mà con sợ nhất là đói nên đi đâu cũng phải mang phòng đồ ăn đi đấy món bún của mẹ làm là ngon nhất nhưng ai lại mang bún đi làm nhìn kỳ lắm ý mới cả đến lúc đó bún có muội hết rồi thì ăn còn không ngon nữa đâu không sao hết còn ăn được hết thôi con chào mẹ nhé em chào anh chị em đi làm đây ạ à. dứt lời duyên chạy lên tầng thay quần áo bà tâm thì vẫn cứ lo lắng về bát bún liền nói với theo con có bỏ bún riêng ra không đấy cho trùng nước vào là đến trưa không ăn nổi đâu dạ con cho riêng ra rồi chỉ nhìn mẹ chồng mà cứ bụng miệng cười công nhận mẹ chồng cô dễ bị qua mặt thật đấy trên đường đi khảo sát có hàng trăm quán ăn ngon việc gì duyên nó phải mang bún ở nhà đi cơ chứ đây ấy là nó mang cho người thương rồi đúng là duyên mang đi cho người thương thật trước khi đi làm nó ghé qua quán minh vừa bước vào quán duyên gặp ngay bà thắm dù bà là mẹ minh nhưng duyên chẳng có thiện cảm với bà một chút nào chưa bao giờ gặp người mẹ nào vô tâm như bà ấy ở cái tuổi của bà thắm người ta vẫn đi làm vẫn kiếm tiền nuôi bản thân được còn bà ấy, thì đã nghỉ hưu từ lâu rồi Lúc nào cũng ca thán rằng bà đã nuôi anh khôn lớn nên giờ anh phải phụng dưỡng lại bà. Đúng là con cái thì phải phụng dưỡng cho cha mẹ, nhưng bà vẫn còn giữ sức khỏe thì phải đi làm tích góp ít tiền để phòng khi về già chứ, hoặc nếu bà không đi làm kiếm tiền được nữa thì cũng phải lên quán phụ giúp con trai mình. Đằng này bà mặc kệ anh vất vả, chỉ có lúc cần tiền bà mới lên quán tìm anh. Nhưng dù gì thì bà cũng là mẹ anh nên duyên vẫn phải lễ phép chào hỏi. Con chào bác ạ. À, Bác dạo này vẫn khỏe chứ? Cảm ơn cô, tôi vẫn khỏe. Vậy thì tốt quá, anh Minh không có ở quán sao bác? Nó đi rút tiền rồi. Bác lại cần tiền để làm gì à? Làm gì mặc tôi, liên quan đến cô à? Bớt tò mò lại đi." Bà thắm trợn mắt lên nhìn Duyên cảnh cáo, làm Duyên sợ xanh mặt. Bình thường Duyên đã không dám nhìn thẳng vào mắt bà rồi, vì bà có đôi mắt dữ dằn khiến ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng có phần khiếp sợ. Sở dĩ Duyên hỏi như vậy bởi vì cô sợ bà lại mang tiền đi tiêu phung phí. Mặc dù Duyên biết cô chẳng có tư cách gì để xen vào chuyện nhà anh cả, nhưng cô thấy thương anh lắm, đồng tiền anh kiếm được đâu phải dễ dàng gì, trong khi đó anh còn phải nuôi thêm một đứa em gái đang học lớp 12 nữa. Giá mà cô có thể san sẻ được ít gánh nặng cho anh nhỉ? Bà Thắm uống ngụm trà rồi chẹp miệng than phiền. Thằng Minh năm nay cũng 26 tuổi rồi, bao lần tôi dục nó lấy vợ mà nó cứ ậm ừ để đấy lấy vợ về có thêm người phụ giúp, chẳng thích thì thôi còn cứ bày đặt, mà lấy được cô vợ giàu có nữa thì lại càng được nhờ. Bác nói vậy có phải không cháu? À dạ vâng, bác nói phải ạ. À. Duyên vừa dứt lời thì liền thấy Minh từ ngoài cửa bước vào, anh xòe tiền ra trước mặt bà thắm rồi nói: "10 triệu của mẹ đây." Dứt lời, Minh đi thẳng vào trong quán ngâm ốc và chuẩn bị các gia vị, còn bà thắm sau khi nhận được tiền thì vui ra mặt, giọng nói ngọt xớt: con trai, làm việc chăm chỉ nhá mẹ về đây. Nhìn bóng dáng bà thắm ra khỏi quán, Duyên liền thở dài đầy chán nản. Anh thức khuya dậy sớm làm việc, tích cóp được ít tiền để sửa quán, mà mẹ anh suốt ngày đến bòn rút. Thiết nghĩ bà ấy không còn bằng cả người ngoài nữa. Duyên cho bún ra tô rồi gọi Minh lại ăn. Anh Minh, nghỉ tay một chút ra đây ăn sáng, bún bỏ mẹ em làm đấy, ngon lắm. Em ăn đi, anh ăn sáng rồi. Duyên biết thừa là anh đang nói dối, anh chỉ biết lo cho người khác chứ không bao giờ biết lo cho bản thân mình." Duyên lại gần chỗ anh, kéo anh đến chiếc bàn đó rồi nói, "Bữa sáng là bữa quan trọng, anh không ăn là không có sức làm việc đâu, mấy cả em có lòng mang cho anh nên anh không được phụ tấm lòng của em đâu." "Em buồn đấy." Duyên đã nói đến như vậy rồi thì sao Minh có thể từ chối được nữa. Anh ngồi xuống ăn hết tô bún cho Duyên vui. "Cảm ơn em, bún ngon lắm, nhưng mà chẳng để cho mình nói hết câu, Duyên đã chen ngang. Em biết anh định nói gì rồi, em không muốn nghe nữa đâu. Xin anh hãy cứ tự nhiên với em được không? Lúc nào anh cũng nói không cần em phải thế này, không cần em phải thế kia. Anh biết rằng những câu nói đó của anh khiến em bị tổn thương lắm không? Anh xin lỗi, là tại anh không khéo ăn khéo nói, nhưng mà anh làm vậy là để tốt cho em. Em cứ đến giúp anh thế này, người ngoài người ta nhìn vào rồi lại bàn tán đánh giá. Anh thì không sao, nhưng em thì khác, anh không muốn người ta hiểu lầm rồi nghĩ không hay về em tương lai của em tươi sáng như vậy đừng vì anh mà bị vùi dập em không sợ ai muốn nói gì thì cứ nói em chả quan tâm thôi em đi làm đây dứt lời duyên chạy nhanh ra ngoài lên chiếc xe máy phóng đi bây giờ cô không quan tâm đến anh nữa không gặp anh nữa thì sao cô chịu nổi ngày nào không được gặp anh không được làm việc cùng anh là ngày hôm đó cô cảm thấy khó chịu lắm dù biết con gái mà cứ lẽo đẽo theo người ta như thế này thì mất giá lắm mỹ nhưng lý trí chẳng thể thắng nổi con tim. Cô sẽ đi theo những gì con tim mách bảo, vì chỉ khi ở bên cạnh anh, cô mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Nhìn bóng dáng duyên đi khuất, mình khẽ thở dài, anh thật sự hết cách với cô rồi. Anh chưa gặp cô gái nào bướng bỉnh ngang ngược đến như thế. Mà cũng đúng thôi, Duyên là con gái nhà giàu, được chiều chuộng nên thành ra ương ngạnh khó bảo. Mình lắc đầu rồi đứng dậy đi làm việc tiếp, vừa mới nhặt được mấy nhánh xả thì anh nghe thấy chuông điện thoại kêu nhưng đây không phải chuông điện thoại của anh hình như tiếng chuông của Duyên thì phải cô lại để quên điện thoại ở đây rồi cầm điện thoại lên anh phân vân không biết có nên nghe máy hay không lưỡng được một hồi anh quyết định đặt máy xuống nhưng tiếng chuông cứ réo hết cuộc này đến cuộc khác khiến anh không thể tập trung làm việc được anh miễn cưỡng bấm vào nút nghe đầu dây bên kia vang lên một giọng nam giới trầm ấm em bận việc hay sao mà anh gọi mãi mới nghe máy thế sáng em đi vội quá làm anh không kịp đưa quà cho em anh để trên bàn làm việc của em đấy tối về nhớ mở ra nhé chắc chắn em sẽ thích mà làm xong việc thì về thẳng nhà đừng la cà về muộn anh lo ở nhà ngoan cuối tuần anh về sẽ dẫn em đi chơi mình vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã nói một chàng khiến anh chẳng kịp lên tiếng giải thích rằng người đang cầm máy này không phải là duyên anh đành để cho đầu dây bên kia nói xong rồi mới lên tiếng xin lỗi anh duyên không có ở đây có gì tối anh gọi lại sau nhé cậu là ai vậy sao lại cầm máy của duyên tôi là bạn của duyên sáng nay duyên quên máy ở quán tôi vậy phiền cậu nói với duyên khi nào cầm máy thì gọi lại cho tôi nhé vâng ạ mình vừa dứt lời thì đầu dây bên kia cũng tắt máy anh định cất điện thoại của duyên vào trong ngăn kéo tủ nhưng chợt nhận ra là máy duyên không có ốp điện thoại xịn vậy mà không có ốp thì rất dễ bị chảy xước nghĩ vậy anh liền nảy ra một ý tưởng là làm tặng duyên một cái ốp anh đi lòng vòng quanh khu thị trấn tìm mua một vỏ ốp màu trong suốt và một ít hoa khô về trang trí. Anh tỉ mỉ dán từng bông hoa ép vào trong mặt ốp, loay hoay cả một buổi sáng cuối cùng cũng xong. Anh ngắm lại chiếc ốp tự tay mình làm mà bất sắc mỉm cười. Không biết Duyên có thích không nhỉ? Anh cất vội chiếc điện thoại vào ngăn tủ rồi đi làm việc để kịp tối còn mở cửa quán. Đi khảo sát cả ngày trời, phơi mặt ở ngoài đường dưới cái nắng 37 độ C khiến Duyên mệt nhoài Cô về quán mình uống liền lúc hai cốc nước lọc rồi hồn hền hỏi Anh Minh, sáng nay em có quên điện thoại ở đây không? Mình không trả lời mà lẳng lặng lấy chiếc điện thoại trong ngăn tủ ra đưa cho Duyên rồi dặn Lần sau đi đâu, đồ đạc của mình phải nhớ nhá Cái điện thoại quan trọng như vậy mà cũng quên được Em coi ở đây như nhà nên hay quên vậy đấy chứ những nơi khác em không có quên đâu Duyên chiều mình khiến anh chẳng nói lại được cô nữa Anh lử mắt nhìn cô rồi nhắn lại lời nói của người đàn ông lúc sáng Lúc sáng có anh người yêu gọi điện đến cho em đấy, anh ấy bảo khi nào em về thì gọi điện lại cho anh ấy. Thế à? Ai nhỉ? Duyên cầm chiếc điện thoại, mở màn hình lên kiểm tra cuộc gọi, nhưng hình như điện thoại của cô có gì đó rất khác. Cô giơ chiếc điện thoại lên nhìn, rồi ngạc nhiên thốt lên, "Trời, sao hôm nay điện thoại của em lại xinh thế này?" Duyên hí hửng ngắm nghía chiếc điện thoại của mình một hồi, rồi ngước đôi mắt long lanh lên hỏi Minh, "Anh làm cho em phải không? Em thích lắm, em cảm ơn anh nhé." Có gì đâu, chỉ là cái ốp điện thoại thôi mà. Thế nhưng đối với em ấy là cả một món quà lớn. Nói xong, Duyên cất chiếc điện thoại vào trong túi sách, rồi sắn tay áo lên phụ anh, sắp xếp lại bàn ghế để chuẩn bị mở cửa hàng. Hôm nay anh thấy em mệt lắm đấy, về nghỉ ngơi đi, để đó anh làm. Duyên vẫn cặm cụi làm, chẳng muốn đáp lại lời anh nữa, vẫn cứ câu nói muôn thùa ấy khiến Duyên phát phiền. Cô ở đây không những phụ anh làm việc, mà còn canh chừng anh nữa. Nhiều vị khách nữ đến đây ăn Thấy anh đẹp trai nên toàn ghẹo anh thôi Mà mỗi buổi tối Có hàng chục khách nữ đến quán Thế nên cô không yên tâm Để anh làm một mình Mình thấy Duyên không chịu nghe lời thì bực lắm Anh hầm hầm tiến lại gần Duyên Kéo đến chỗ quẩy tính tiền Ấn cô ngồi xuống rồi gắt lên Hôm nay em ngồi im ở đây Tính tiền giúp anh Còn những việc khác thì để anh làm Nhưng không nhưng nhị gì hết Anh nói rồi đấy Nếu em không nghe lời thì đi về đi Dứt lời mình bỏ vào trong bếp, xào ốc rồi bỏ lại Duyên ngồi một mình ở quầy. Cô tủi thân lắm, nước mắt cứ trực trào. Tại sao anh lại to tiếng như thế với cô chứ? Lúc nào anh cũng đòi đuổi cô về. Cô giận lắm, cả buổi tối làm mặt lạnh với anh. Dù ngoài mặt thì giận anh thế thôi, chứ trong lòng thì đang sót anh lắm. Cô ngồi ở quầy thu ngân thì nhàn rỗi quá, còn anh thì phải chạy đôn chạy đáo, mồ hôi thấm ướt cả áo. Ai bảo anh lúc nào cũng thích ôm việc một mình duyên thở dài lơ đãng nhìn ra ngoài đường phố trời đã dần về khuya trên đường lúc này cũng đã bớt người qua lại ai cũng vội vã trở về nhà chỉ có những cặp đôi yêu nhau là thong thả họ cùng nhau ngồi ngắm bầu trời cùng nhau nắm tay dạo quanh bờ hồ nhiều cặp đôi còn không ngần ngại trao nhau những cái hôn ngọt ngào giữa bao nhiêu người nhìn họ hạnh phúc bên nhau mà duyên thấy thèm tình yêu đối với cô là thứ xa xỉ cô khao khát có một tình yêu đơn giản nhưng điều đó lại quá khó đối với cô. Chuyện tình cảm của cô là một vòng luẩn quẩn, người thích cô thì cô lại không có tình cảm, còn người cô thích thì lại không thích cô. Nhưng cô luôn nghĩ, cô dành cho anh một thứ tình cảm chân thành nhất, rồi có ngày anh sẽ cảm động. Em uống sữa đi cho đỡ đói, em ốm hay sao mà nhìn em có vẻ mệt mỏi thế." Giọng nói ân cần của Minh kéo duyên về thực tại, nhìn ly sữa ấm anh đặt trên bàn mà cô thấy vui trong lòng. Cô vui vẻ uống hết ly sữa rồi mới ngẩng mặt lên nhìn anh đáp. Uống xong ly sữa của anh là em thấy khỏe rồi, anh cho em ra phụ với anh nhé. Không được, hình như em ốm thật rồi. Đâu có, em thấy vẫn khỏe mà. Mình đưa tay lên chán Duyên kiểm tra, anh hốt hoảng nói, nóng thế này mà em còn nói khỏe được à? Mình vội vàng rút điện thoại ra, gọi cho đứa em gái lên coi quán hổ. Sau đó anh lấy cơm và thức ăn lên cho Duyên rồi dục Em ăn đi rồi anh đưa em về, Em không thấy đói Vừa em mới uống ly sữa xong cơ mà Nghe anh cố ăn một bát thôi Em không ăn nổi nữa đâu Mình chẳng nói nhiều thêm nữa Anh cầm bát cơm lên đút cho Duyên ăn Vừa đút anh vừa cầu nhau Thật anh không hiểu nổi được con người em ốm mà còn không biết Em đâu có ngốc đến mức đó Em biết mà Biết sao còn luôn miệng nói khỏe Tại em muốn được ở bên anh thêm một chút nữa Sợ anh biết em ốm lại đuổi em về Anh chịu em đấy sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Lúc này Dung, em gái mình cũng lên đến quán, nó nhìn thấy anh trai mình đang đút cơm cho Duyên, liền bĩu môi mỉa mai, gớm, có tay mà không xúc nổi cơm ăn hay sao, bắt người khác đút cho, làm màu. Dung, ăn nói cho lễ phép, Duyên lớn tuổi hơn em đấy. Mình bực mình lên tiếng nhắc nhở đứa em gái, mẹ anh thì suốt ngày mải mê đi đánh bài, chẳng để ý dạy dỗ, thành ra nó mới láo như thế. Ở đây trông quán giúp anh một lúc, anh đưa chị Duyên về. Thế thì anh phải trả công cho em đấy. Bao nhiêu? 500 ngàn. Đến giờ này Duyên chẳng thể nhịn nổi nữa. Công sức của anh bỏ ra cả ngày mới lãi được tầm ấy. Thế mà cái Dung nó coi quán này, mỗi lúc cũng đòi tận 500 nghìn. Duyên trợn mắt lên nhìn Dung bực bội nói. Người ngoài người ta còn giúp được, nữa là anh em. Trong khi đó anh trai em còn phải lo đủ thứ tiền. Đồ ăn hàng ngày em ăn, quần áo em đang mặc, giày dép em đang đi, rồi cả tiền học của em nữa là tiền của ai lo cho em đấy của anh trai em chứ của ai vậy mà trong quán có mỗi lúc em cũng đòi công là sao sao chăng cái gì việc của nhà chị đấy à nếu thế thì tự chị đi về đi đừng khỏi về trông quán nữa tất nhiên rồi chị sẽ tự về em ạ à. rồi duyên quay sang nhìn minh nói anh không cần phải đưa em về đâu ở lại mà trông quán khách bây giờ vẫn đông thế này anh bỏ đi sao được thế nhá em về đây không được đâu em đang ốm mà sẽ không sao đâu anh yên tâm Duyên cố nở ra nụ cười thật tươi cho anh yên tâm, lúc đi qua chỗ Dung, cô vẫn còn nghe thấy nói lầm bầm, "May mà anh tôi không thích chị, chứ chị mà về làm dâu nhà tôi, chắc tôi điên đầu mất, cái loại nhà giàu mà keo kiệt. Rồi chị sẽ làm cho anh của em thích chị và chị sẽ là chị dâu của em. Thế nhá, chào em, chị về." Dứt lời Duyên quay lại nhìn Minh thêm lần nữa rồi mới ra về, thế nhưng vừa ngồi lên xe, cô đã nghe thấy tiếng cái Dung gọi, "Chị Duyên về nhá." Nó vừa nói vừa dơ tờ 500.000 lên làm cô ấp nghẹn. Lúc này Minh cũng đã lấy xe ra. Anh bình thản nói, nào đi, anh soi đường cho em về. Xe em có đèn mà, không cần anh phải soi. Anh làm vậy là chiều hư nó đấy. Nhưng đâu còn cách nào khác, để em về một mình anh không yên tâm. Em giúp anh nên mới bị ốm mà. Duyên tức tối ga xe phóng vụt đi. Đến khi về đến nhà, cô cũng chẳng quay lại chào anh như mọi khi nữa, mà mở cổng đi thẳng vào trong. Cô không giận anh, mà giận những con người gọi là người nhà của anh. Tại sao là người nhà mà lại đối xử với nhau tệ đến như vậy? Lúc nào họ cũng chỉ nghĩ đến tiền, họ không hề thương xót anh. Lúc nãy do duyên quá bực nên quên luôn cả việc mình đang ốm. Đến giờ cô mới cảm thấy toàn thân đau nhức, chân tay rã rời. Duyên cố lết lên, lên phòng để nghỉ. Dù biết mình ốm nhưng Duyên vẫn chủ quan không chịu uống thuốc. Cô cứ nghĩ là ốm nhẹ, ngủ một giấc một sáng mai sẽ khỏe. Thế nhưng giấc ngủ đó của cô cứ mê man, mê man mãi. Có lúc cô nghe rõ tiếng mẹ tâm gọi xuống ăn sáng. Cô muốn thưa lắm nhưng lại bất lực. Người cô bây giờ chẳng còn chút sức lực nào. Cố mở mắt ra nhưng không được. Hai mí mắt như có nam châm dính chặt vào nhau. Bà Tâm gọi mấy câu mà không thấy cô con gái thưa. Chẳng nhẽ đêm qua con bé không về nhà. Nghĩ đến đây bà lo lắm. Bà lên phòng kiểm tra thì liền thấy con gái mặt đỏ như gốc mồ hôi nhễ nhại. Thế nhưng mồm nó thì vẫn cứ kêu lạnh Mặc dù đã đắp một cái chăn bông lên người, bà lo lắng chạy xuống nhà gọi Uy Vũ, "Vũ, đến khám cho em con, nó bị ốm rồi, đưa đậu đỏ đây mẹ bế cho." Uy Vũ đưa đậu đỏ cho bà bế rồi vội vàng lên khám cho Duyên, sau một hồi kiểm tra, anh thở phào rồi quay sang thông báo với bà Tâm, "Duyên nói chỉ bị cảm thôi, không sao đâu mẹ đừng quá lo, bây giờ mẹ lau mồ hôi cho em rồi thay bộ quần áo khác thoáng hơn, con đi xuống dưới nhà lấy thuốc cho em uống." "Ừ, được rồi." con đi lấy thuốc cho em đi. Vũ bế đậu đỏ xuống dưới nhà cho vợ, rồi đi lấy thuốc cho Duyên. Lúc khám cho Duyên, anh vô tình đụng vào tay nó. Anh giật mình khi thấy bàn tay nó không còn mềm mại như trước nữa, mà thay vào đó là chai sần. Không những vậy, trên đôi tay đó vẫn còn mấy chỗ chảy xước ra. Đúng là tình yêu khiến cho con người ta thay đổi. Trước đây Duyên vụng về lắm, chẳng làm được nổi việc gì ra hồn, đụng đâu là hỏng đó. Đã vậy tính cách thẳng thắn bộp chộp cá tính như con trai ấy thế mà khi yêu vào lại trở thành một con người hoàn toàn khác làm việc chỉn chu hơn biết suy nghĩ hơn và đặc biệt là hiền dịu đi rất nhiều anh không hiểu cái cậu bán ốc đó có sức mạnh gì mà lại cảm hóa được đứa em gái cứng đầu của anh cả nhà ai cũng phản đối chuyện tình cảm của Duyên nhưng riêng anh thì không vì anh cũng đã đôi ba lần gặp Minh dù chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhưng nhìn cách cậu ấy làm việc và cách cậu ấy đối xử với Duyên là anh biết Duyên có mắt chọn người. Anh vẫn nhớ cách đó hơn 2 năm, vợ anh và Duyên uống rượu ở quán ốc của mình đến say khướt. Đã thế lại còn quậy phá tung quán nhà người ta lên. Ấy vậy mà cậu Minh đó không một lời to tiếng. Trên gương mặt cũng không hề tỏ ra khó chịu, mà ngược lại còn lo lắng, luôn đi sau vợ anh và Duyên để dọn dẹp lại đống chiến trường mà hai người đó gây ra. Ai cũng nói Duyên ngu ngốc, nhưng anh thì lại không thấy như vậy. Cậu Minh đó đáng để Duyên gửi gắm cả cuộc đời. Nhưng khổ nỗi duyên chọn đúng người nhưng sai thời điểm Nên chỉ có mỗi nó là yêu đơn phương người ta thôi Rõ khổ Vài ngày sau Duyên đã dần khỏi bệnh Nhưng mẹ Tâm vẫn không cho ra khỏi nhà Mẹ nói ở nhà an dưỡng Đến khi nào mà khỏe hẳn thì mẹ mới cho ra Mấy ngày nay không được gặp Minh Duyên thấy nhớ anh lắm Nhưng hết cách rồi Vì mẹ Tâm lúc nào cũng kè kè bên cạnh Gọi điện cho anh thì chỉ có mình cô nói Còn anh quanh đi quẩn lại Cũng chỉ nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe biết anh bận nên mỗi ngày duyên chỉ dám gọi vài phút thôi cả ngày phải ở trong nhà khiến cô ngào ngán cô chỉ chờ đến buổi chiều khi đậu đỏ đi học về hai cô cháu lại cùng nhau ra ngoài chơi xích đu cô dạy đậu đỏ vẽ rồi đậu đỏ lại hát cho cô nghe thằng bé đang liếu lo hát thì thấy ba vũ về nó liền tiếu tiết chạy ra cổng đón ba quên luôn cả cô duyên Bà vũ đi làm về con chào ba vũ ạ à. ba vũ có mệt không vì vũ vui vẻ xuống xe bế con trai lên rồi nhẹ nhàng nói bà có mệt nhưng mà về nhà nhìn thấy đậu đỏ là ba mẹ hết mệt rồi nghe ba nịnh đậu đỏ thích lắm nó rúc vào người ba cười tít hết cả mắt lên vũ tiến lại chỗ xích đu duyên đang ngồi Dơ ra một chiếc túi thơm phức mùi thức ăn rồi nói người thương gửi cho đây này thích nhá duyên ngơ ngác nhận túi thức ăn từ tay vũ rồi hỏi lại anh bảo ai cơ còn ai vào đây nữa cậu mình đó chứ còn ai anh đi đâu mà lại gặp anh minh là minh mang tới bệnh viện gửi anh đem về cho em đấy vậy ạ à, cảm ơn ông anh của em nhé dứt lời duyên hí hửng chạy vào trong nhà mở túi thức ăn ra trời ơi toàn là món cô thích buổi tối hôm đó duyên sắp các món minh nấu lên cho cả nhà thưởng thức ai nấy đều tấm tắc khen ngon nhất là bà tâm chắc khẩu vị này hợp với bà vừa ăn bà vừa hỏi có thật những món này là duyên nấu không vậy Sở dĩ bà Tâm hỏi như vậy là vì lúc sắp cơm, Duyên khoe là nó tự làm đồ ăn nên bà Tâm bây giờ thấy nghi nghi. Duyên nói như vậy để cho cả nhà ăn tự nhiên vì mọi người trong nhà không ai thích anh Minh cho lắm. Nếu nói là đồ ăn do anh làm, sợ mọi người lại không ăn. Đáp lại câu hỏi của bà Tâm, Duyên chỉ cười cười rồi nói Thật mà, mẹ không nhìn thấy là con toàn nấu những món con thích à? Cái con bé này ích kỷ ghê đấy, chỉ biết nấu món của mình nhưng mà được cái ngon, rất là vừa miệng duyên chỉ biết nhìn sang vũ nháy mắt rồi cười rất mờ ám chờ cho cả nhà ăn xong thì duyên mới nói sự thật à thật ra thì mấy món ăn hôm nay là anh minh làm đấy mẹ ạ chứ con làm gì có tay nghề cao như thế duyên cứ nghĩ mọi người sẽ ngạc nhiên lắm nhưng không ông bình thì vẫn ôm um dung ngồi uống trà xem thời sự dường như câu nói của duyên chẳng đủ quan trọng để ông phải bận tâm còn bà tâm thì cũng chỉ chép miệng vậy à thật ra thì mẹ cũng đâu tin những lời nói của con con gái mẹ tay nghề đến đâu mẹ biết rõ cơ mà Nhưng mà mấy món ăn chẳng lấy lòng mẹ được đâu Mẹ vẫn là không đồng ý Mẹ nói làm như kiểu anh ấy nấu ăn Để lấy lòng mọi người không bằng ấy Không có đâu Người ta cũng đâu thèm yêu con gái của mẹ Ờ ừ, hai cái con bé này Tại sao phải hạ thấp bản thân mình như thế Thằng Minh đó đâu có cái gì Mà con lại chết mê chết mệt nó đến thế Ai bảo mẹ anh Minh không có cái gì Anh chẳng có cái quán ốc là gì Mẹ chẳng phải lo con gái mẹ chết đói đâu Đói thì không đói nhưng mà khổ. Miễn hạnh phúc là được, còn khổ á con không sợ. Dứt lời Duyên đi vội lên trên tầng, vì cô biết nếu còn đứng ở đây nữa, thật nào mẹ cô cũng nói cho nghe, một bài triết lý tới khuya thì mới thôi. Còn đứng lại đó cho mẹ, mẹ chưa nói xong cơ mà. Con đau đầu lắm, con đi ngủ đây. Duyên về phòng cầm điện thoại nhắn tin cho Minh chúc ngủ ngon, rồi lại ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại để chờ đợi. Đến khi nào anh nhắn tin lại, cô mới yên tâm tắt máy đi ngủ. Một tuần sau, khi thấy Duyên đã mập mạp trắng hồng trở lại, bà Tâm mới cho cô đi làm việc rồi đi ra ngoài. Như chim được sổ lồng, cô phấn khởi lấy xe máy lượn ra đường. Cô đi thẳng đến quán ốc để được gặp anh. Mấy ngày qua không biết anh sống ra sao, có vất vả lắm không? Cô không có ở đó, chẳng biết anh có ăn đủ bữa không hay là lại nhịn đói làm việc. Thế nhưng niềm vui được gặp anh chưa thành thì cô đã phải nghe một tin vô cùng đau lòng. Cô tới quán anh thì thấy đóng cửa, cô cũng chẳng biết anh đi đâu, cứ nghĩ rằng anh đi mua gia vị nên sẽ về ngay thôi, vì thế mà cô ngồi ở cửa đợi. Đợi mãi, đợi mãi cũng không thấy anh về, gọi điện cho anh, cô chỉ nhận lại được những tiếng tút tút kéo dài, gọi bao nhiêu cuộc anh cũng không bắt máy. Cô sốt ruột lắm, đầu óc luôn nghĩ đến chuyện chẳng lành, cô đang loay hoay không biết phải làm cách nào để liên lạc được cho anh thì bỗng nghe thấy tiếng gọi đằng sau. Âu Duyên, sao lại đứng ở đây vậy, không lên thành phố với Minh à? Sao cơ? Hai chị vừa nói cái gì? Anh Minh lên thành phố ấy à? Ơ, ờ, chuyện này ai cũng biết, sao em lại không biết thế? Hai người thân thiết với nhau lắm cơ mà. Anh Minh lên thành phố làm gì à? Đi mua đồ à? Không, mình chuyển lên thành phố để mở quán ốc ở trên đó mà. Chỗ này bị người ta đòi lại mặt bằng rồi. Lần này duyên sốc thật sự. Lòng cô bỗng nhói đau. Tại sao việc quan trọng như vậy mà anh không nói gì với cô? Cũng chẳng nói lời chào tạm biệt. Ừ thì cô chẳng là gì của anh. Anh không cần phải có trách nhiệm báo với cô, thế nhưng tình cảm của cô với anh từ trước đến giờ vẫn tốt. Dù không là người yêu thì vẫn là bạn, thế mà anh lại lặng lẽ ra đi, không nói với cô lời nào. "Này Duyên, em không sao chứ?" Lời nói của hai chị kéo Duyên về thực tại, Duyên lắc đầu, cô cố nở nụ cười rồi nói tiếp, "À, em không sao, chỉ là có chút bất ngờ. Mấy ngày trước em ốm toàn ở nhà nên không biết chuyện này, mà hai chị có biết tại sao?" Anh Minh lại tự nhiên chuyển lên thành phố không ạ? Nếu quán này đòi mặt bằng thì có thể chuyển quán khác được cơ mà. Bọn chị không biết, thế mình không nói gì với em à? Hây, bọn chị cũng buồn, bây giờ tìm cả huyện này chẳng có quán ốc nào đúng vị như ở quán của mình cả. Thôi hai chị về đây, em về sau nhé. Chào em. Dạ vâng, em chào hai chị. Duyên thẫn thờ tựa vào bờ tường, nước mắt tuôn dài xuống hai bên má. Vậy là từ giờ cô không được gặp anh nữa sao? không được làm việc cùng anh, không được ăn những món ăn của anh nấu. Từ giờ không có anh, cô biết sống sao đây? Mình đã có ý định lên thành phố mở quán từ lâu, nhưng nghĩ ở nhà kiếm thêm ít vốn nữa, rồi mới lên trên đó. Thế nhưng ông chủ nhà đột nhiên đòi lại mặt bằng, vậy nên anh không có chút do dự nào nữa, đành chuyển lên thành phố để làm ăn, vì anh nghĩ chỉ có thành phố mới có cơ hội phát triển được quán ốc. Mấy ngày đầu tiên lên thành phố, mình cũng cảm thấy có chút buồn, hình như anh đã quen với việc có Duyên luôn bên cạnh, thành ra bây giờ không có cô ấy thấy trống vắng vô cùng. Anh đi mà không nói với Duyên tiếng nào là bởi vì anh có lý do của mình, anh sợ Duyên sẽ không cho anh đi và sợ hơn nữa là Duyên sẽ theo anh lên thành phố, vì tính Duyên anh hiểu, nói được làm được, một khi đã muốn làm điều gì là muốn đến cùng, không bao giờ chịu bỏ cuộc. Khi nào quán đi vào ổn định, anh sẽ lựa lời nói với Duyên sau. Hồi trước thỉnh thoảng anh vẫn lên thành phố tìm hiểu những địa điểm nào thích hợp để có thể mở quán ốc nên việc tìm kiếm thuê mặt bằng rất nhanh tuy vậy thì đây là lần đầu tiên anh lên thành phố vẫn còn nhiều cái lạ lẫm lắm vì thế mà thời gian đầu tiên thật sự là quãng thời gian vô cùng khó khăn với anh ban ngày anh sửa sang lại quán trang trí rồi sắm thêm những vật dụng cần thiết đến chiều tối anh lại đến những nơi đông người như trường học phố đi bộ để phát tờ rơi quảng bá cho quán ốc sắp khai trương của mình, đêm về lại ngồi suy nghĩ nghiên cứu làm sao để có thể thu hút được nhiều khách biết đến quán của mình hơn nữa. Cứ vậy mỗi ngày anh chỉ ngủ có 2 3 tiếng. Hôm nay cũng như mọi khi, đến 2 giờ đêm anh mới đi ngủ, lôi điện thoại ra xem có ai gọi cho mình không thì giật mình khi đọc hàng chữ thông báo, Duyên đã gọi cho anh đến 98 cuộc điện thoại. Hôm nay anh mải làm việc nên quên điện thoại trong phòng, thế nên không biết Duyên gọi chắc cô đã biết chuyện anh chuyển lên thành phố rồi anh định gọi lại cho cô nhưng nhớ đến bây giờ đã là nửa đêm có lẽ giờ này duyên đang say giấc anh không muốn làm phiền để sáng mai gọi lại cho cô cũng được thế nhưng anh vừa định cất điện thoại đi ngủ thì lại thấy duyên gọi anh có chút bối rối ấn vào nút nghe đầu dây bên kia vang vọng tiếng nói lanh lành quen thuộc anh giỏi lắm anh không muốn gặp em nữa nên mới lặng lẽ rời đi như vậy đúng không anh có chạy đằng trời cũng không trốn được em đâu đến ngày mai em sẽ tìm ra được quán của anh sao phải tìm nếu em muốn biết địa chỉ anh sẽ đọc cho em vậy anh đọc đi nhưng em biết để làm gì lên với anh chứ còn làm gì em hầm à không được đâu ngoan ở nhà khi nào về anh mua quà cho em không cần quà em chỉ cần anh thôi anh phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu anh có người yêu rồi người yêu nào sao em không bao giờ nhìn thấy người ta không còn nhớ đến anh đâu anh đừng có chờ đợi nữa chuyện của anh không liên quan đến em. Tại sao không liên quan chứ? Em ghét cái chị đó. Nếu chị ấy yêu anh, thương anh thật lòng, sẽ tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh, chứ không phải đi biệt tăm đến mấy năm trời, không có chút tin tức gì. Khéo, chị ấy lấy chồng bên đó rồi cũng nên. Mình từ trước đến giờ là người rất giỏi nhịn. dù ai nói ngang nói dọc gì, anh cũng mặc kệ. Thế nhưng hễ có ai nhắc về người con gái đó, là anh lại nổi điên và trở nên gắt gỏng. Em đi quá giới hạn của mình rồi đó, duyên à em lấy tư cách gì mà nói cô ấy như vậy bọn anh đã hẹn ước với nhau thế nên dù có chuyện gì xảy ra anh sẽ vấn đợi còn em và anh không hề hợp nhau anh không thích những đứa con gái có tính cách tiểu thư đỏng đành và bướng bỉnh như em đâu em đâu có nói gì sai đâu còn tính cách của em nếu còn điểm nào anh không thích thì cứ nói thẳng với em em sẽ sửa tại sao anh lại to tiếng với em chứ anh xin lỗi dứt lời mình vội tắt máy luôn anh bực quá mà mất khôn rồi Bây giờ anh đang rất hối hận về lời nói lúc nãy của mình. Chẳng hiểu sao lúc đó anh lại nói thế. Thật ra từ trước đến giờ, anh chỉ nghĩ là anh với Duyên không hợp nhau thôi, chứ chưa bao giờ anh ghét Duyên cả. Dù là trước đây anh có ghét mấy đứa con gái, tính tình tiểu thư, nhưng Duyên thì anh lại không ghét nổi, mà ngược lại còn thấy có chút đáng yêu. Cả đêm đó anh cứ nằm trần chọc cho đến tận sáng, cứ nhớ đến tiếng sụt xịt của Duyên qua điện thoại, lòng anh bỗng thấy dây dứt khôn nguôi. Duyên thì cũng chẳng hơn mình là mấy Sau khi nói chuyện với anh xong Tâm trạng thì càng tệ hơn Anh không cần cô Nhưng mà cô lại cần anh Hai năm nay yêu đơn phương Đã có đôi khi tự nhủ phải buông bỏ và quên lãng Thế nhưng cô không làm được Chỉ cần chút cử chỉ quan tâm của anh Làm cô lại yêu thêm Lại khó quên hơn Dù cô rất giận anh Vì anh đã to tiếng nặng lời với mình Thế nhưng nghĩ đến anh một mình cực khổ Nơi xa lạ Cô lại không lỡ khoanh tay đứng nhìn Thật ra cô biết địa chỉ quán anh rồi, sáng nay lúc trên đường về cô có gọi điện cho anh Vũ nhờ anh cho người đi tìm giúp. Cả ngày hôm nay cô suy nghĩ kỹ rồi, cô sẽ giao lại việc quản lý kho vật tư y tế lại cho vợ chồng anh chị Trí Vũ, còn cô sẽ lên thành phố giúp Minh gầy dựng sự nghiệp, vì cô biết ước mơ của Minh là gì, trong tương lai anh muốn quán ốc nhỏ của anh sẽ trở thành chuỗi quán ốc có thương hiệu. Hương vị món ốc của anh quả thật rất ngon, hiếm nơi nào có được, không những vậy anh còn biết chế biến hơn chục kiểu khác nhau mỗi kiểu có một hương vị rất riêng chua cay mặn ngọt đủ cả thiết nghĩ món ốc của anh muốn thành thương hiệu là rất có thể nhưng nếu dựa vào khả năng một mình anh thì cực kỳ khó khăn và gian nan vì rằng món ốc của anh ngon nhưng nếu muốn được rộng rãi mọi người biết đến thì cần phải có chiến lược truyền thông mà anh lại mù tịt cái đó vậy nên cô sẽ giúp anh và đêm đó cô lục sục thu dọn ít đồ đạc để sáng ngày mai lên thành phố với anh chắc chắn ba mẹ sẽ phản đối kịch liệt lắm nhưng cô sẽ cố gắng thuyết phục đúng như cô dự đoán khi ăn sáng xong cô xin phép ba mẹ được lên thành phố làm việc cô còn chưa nói hết câu mẹ tâm đã choảng thẳng chiếc bát vào bờ tường rồi quát lên ầm ĩ còn định bỏ công việc quản lý để đi làm chân chạy bàn á đầu óc con có bị làm sao không thế hả mẹ không bao giờ đồng ý đâu nuôi cho ăn học tử tế để bây giờ lấy cái bằng đại học đó đi làm chân chạy bàn à dại quá dại ông bình thường ngày chẳng bao giờ lên tiếng về chuyện tình cảm của con gái vì ông tôn trọng con ông biết tình cảm là một thứ không bao giờ có thể ép buộc được vậy nên yêu ai cưới ai là quyền của con ông không ngăn cấm thế nhưng chuyện bỏ công việc hiện tại để lên thành phố phụ giúp cho người yêu là chuyện ông không thể chấp nhận được ông giận lắm thế nhưng ông không nóng tính như vợ ông vẫn cố kiềm chế cảm xúc để khuyên nhủ con bà mẹ biết con vì quá yêu chàng trai đó nên mới dẫn đến quyết định này, nhưng mà ba mẹ không đồng ý cho con đi đâu, vì ba mẹ là người từng trải sẽ hiểu sự đời hơn con, nếu bây giờ con cứ cố chấp lên trên đó thì cuộc sống sau này của con sẽ rất cực khổ, tại sao đường thẳng con không đi mà lại cứ thích đi đường vòng, con hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại đi. Con suy nghĩ rất nhiều rồi, không ai có thể thay đổi được quyết định của con đâu, con xin lỗi ba mẹ. Ông Bình thở dài nhìn cô con gái của mình, người làm cha làm mẹ ai chẳng sợ con gái mình khổ từ trước đến giờ mọi đường đi của con gái ông bà đều vạch ra sẵn chỉ chờ các con bước đến hái quả ngọt thôi thế nhưng mà nhiều khi mọi thứ nó vượt khỏi tầm kiểm soát của ông bà còn bà tâm thì vẫn sồn sồn lên mắng còn đừng có dại mà đi thằng đó nó lừa con đấy ngủ lắm con ạ à. nhà cao cửa rộng thì không ở cứ thích chui vào mấy cái quán chật hẹp nóng nực đó làm gì nghĩ kế lại đi con nếu con mà đi Mấy nữa có khổ thì cũng đừng quay về đây mà kêu ca Con lớn rồi Con đủ hiểu Dù có sướng hay khổ con sẽ tự chịu Con chào ba mẹ Dứt lời Duyên quay sang hôn cháu đậu đỏ một cái Rồi kéo vali ra khỏi nhà Khiến bà tâm uất nghẹn Nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô con gái Mà bà không kìm nổi nước mắt Ông mình biết Vợ ngoài miệng chỉ nói vậy thôi Chứ trong lòng thương con bé lắm Ông vỗ lên lưng bà động viên Không sao đâu bà Tính con bé bà còn lạ gì nữa càng cấm nó lại càng làm tốt nhất là kệ nó nó quen ăn sung mặc sướng rồi mấy nữa khổ mà không chịu được khắc nó tự trở về tôi lo lắm ông ạ à. chỉ sợ nó bị lừa thôi bà yên tâm đi con gái mình mạnh mẽ thông minh hơn mình tưởng nhiều mấy cả từ đây lên thành phố cũng đâu có xa lắm khi nào bà nhớ con bé tôi sẽ chở bà đến thăm nó được không nào được chồng an ủi bà tâm cũng bớt nặng lòng đi phần nào nhưng vẫn không khỏi lo lắng con gái còn đứa bỏ nhà đi lên ở với một đứa con trai thì sao không lo lắng cho được bà vừa giận vừa thương đứa con gái ngốc nghếch yêu đến nỗi mù quáng không còn biết phải trái là gì nữa rồi buổi sáng hôm đó sau khi duyên rời khỏi nhà cô bắt xe lên thành phố rồi tìm địa chỉ đến quán anh vừa bước đến cửa thì cô nhìn thấy tấm biển đặt bên ngoài ghi là tuyển nhân viên miệng cô khẽ nở nụ cười cô đến đúng lúc thật đấy Bước vào trong quán cô thấy anh đang sơn lại bờ tường Vì đang mải làm việc Nên anh không hề biết đến cô Duyên liền cất giọng nhẹ nhàng trêu anh Anh ơi quán anh đang tuyển nhân viên à Em muốn xin vào làm có được không Anh nhận em chứ Giọng nói này mình đã quá quen Chẳng cần phải nhìn anh cũng đoán được là ai Thế nhưng điều làm anh ngạc nhiên Là tại sao Duyên lại tìm được ra quán anh nhanh như vậy Anh quay lại nghiêm nghị nhìn Duyên rồi nói Anh không có đủ tiền để trả cho em đâu và thêm nữa là anh chỉ tuyển nhân viên làm 3 tiếng buổi tối thôi, chứ anh không thuê full time. Duyên nghe xong thì liền phì cười, cô nghiêng đầu nhìn anh nói, anh không cần trả lương em cũng được, chỉ cần anh cho em ăn ngày ba bữa là được rồi. Không được, em về đi. Duyên biết là anh sẽ không dễ dàng chấp nhận cho cô ở đây làm việc đâu, nhưng trên đường đến đây cô đã nghĩ ra cách. Duyên ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi làm mặt khổ sở nói, em làm gì còn nhà mà về. Sáng nay cãi lời ba mẹ Nên ba mẹ đuổi em đi rồi Bây giờ anh mà không cho em ở ấy Chắc chỉ còn nước ra ngoài đường mà ở thôi Thôi mà Anh sao cứ khó khăn với em thế Cho em ở lại đây đi Mình thở dài nhìn Duyên Con gái gì đâu mà lì lợm Anh phải dùng biện pháp mạnh mới được Anh tiến lại gần Duyên Một tay cầm vali của cô Tay còn lại xè ra trước mặt Duyên Anh nhẹ nhàng nói Đưa tay em đây Duyên ngạc nhiên tròn xe mắt lên nhìn Minh đầy thận trọng. Không biết anh định làm gì nhỉ? Duyên ngờ vực. Sao cơ? Anh, anh định làm gì? Chẳng chờ cho Duyên nói hết câu. Minh đã cầm chặt tay Duyên, kéo ra ngoài cửa rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó anh còn khóa chặt cánh cửa, rồi quay ra làm việc tiếp. Sở dĩ anh rất khoát như vậy là vì anh không muốn Duyên chôn vùi tuổi trẻ và tương lai ở nơi này và anh cũng chẳng thể hứa hẹn cho cô được điều gì cả. Anh làm vậy sẽ tốt cho cả hai duyên không ngờ mình lại bị tấm cổ ra ngoài một cách phũ phàng như thế cô đập cửa inh ỏi rồi hét lên anh thật quá đáng đã vậy em cứ ngồi ở đây ngồi đến khi nào anh ra ngoài thì thôi nói rồi duyên ngồi thụp xuống trước cửa quán của anh cô biết bản thân làm như thế này là mất giá lắm nhưng biết sao được cuộc sống của cô mà không có anh thật sự rất là tẻ nhạt cô thở dài rồi lơ đãng nhìn dòng người đang đi tấp nập trên đường cô ngồi đến chiều mà vẫn chưa thấy anh chịu ra mở cửa. Cô đang ngáp ngắn ngáp dài thì có mấy em sinh viên đang đứng trước cửa quán nói chuyện với nhau. Ê, bọn mày đã nhìn thấy anh chủ quán ở đây chưa? Chưa, nhưng mà nghe nói anh chủ quán này thường hay đến cổng trường mình phát tờ rơi. Thấy chúng nó kháo nhau là đẹp trai lắm đấy. Đúng rồi, hôm qua tao mới nhìn thấy xong là cực phẩm đấy chúng mày nhá. Thật á, mà ở đây đang tuyển nhân viên đây này. Đứa nào thích ngắm trai đẹp thì xin một chân vào mà bưng bê. Đám sinh viên ồn ào quá làm Duyên phát cáu. Duyên đứng bật dậy rồi bực tức lên tiếng. Quán này tuyển được nhân viên rồi các em nhé. Nói rồi Duyên quảng luôn tấm biển tuyển nhân viên vào sò so xác rồi lầm bầm. Anh mà không tuyển em thì đừng hòng tuyển được ai. Duyên ngồi đến tối muộn cũng chẳng thấy anh chịu ra ngoài. Bên trong nhà cũng thấy yên tĩnh. Không biết anh đang làm gì trong đó nữa. Cái bụng của cô đang bắt đầu biểu tình. Cả ngày hôm nay đã không được ăn gì rồi. Duyên lên mạng đặt hai suất cơm sườn đặc biệt. Chỉ 10 phút sau họ đã giao hàng tới Duyên cầm điện thoại nhắn tin cho Minh Anh ra ăn cơm cùng với em có được không? Đọc xong dòng tin nhắn của Duyên Minh lại lén nhìn cô qua khe cửa sổ Cả ngày hôm nay anh chẳng dám đi ra ngoài phát tờ rơi như mọi khi Vì anh sợ phải đối diện với Duyên Anh sợ Duyên sẽ làm anh mềm lòng Thế nhưng nhìn Duyên ngồi lùi thủi bên ngoài ăn cơm Anh lại thấy thương Sao Duyên cứ làm anh phải khó xử thế này Anh không biết bây giờ nên làm thế nào cho phải để Duyên ở lại đây cũng không được Mà cứ để cô buổi tối ở bên ngoài Thì anh lại không yên tâm Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Cuối cùng anh đành phải mở cửa Vào nhà đi Khỏi phải nói Duyên vui cỡ nào Cô nhanh chóng cầm hộp cơm và vali vào trong nhà Cô đặt hộp cơm sườn xuống bàn rồi mời anh Anh, ăn cùng với em cho vui nhé Em ăn đi, anh ăn rồi Nhưng em gọi hai phần rồi mà Một mình em ăn sao hết được Thật ra từ sáng tới giờ anh cứ luôn nghĩ về chuyện của Duyên Nên chẳng buồn ăn buồn uống gì Giờ cũng thấy đói Anh nhìn hộp cơm sườn toàn là sườn Chẳng có chút rau hay canh gì Anh nhíu mày nói Em ngồi đây chờ tí Để anh hâm lại cơm với sườn cho nóng Rồi làm thêm tí rau cho dễ ăn Mình cầm hộp cơm tiến về phía bếp Anh làm nhanh lắm Chỉ vài phút đã làm xong rồi Hôm nay anh làm bắp cải sốt mayonnaise mà Duyên thích Món nào anh làm Duyên cũng thấy ngon Cũng là lý do vì sao Duyên lại mê anh đến vậy vì người đàn ông biết nấu ăn sẽ có một trái tim đầy ắp tình cảm một con người chu toàn trách nhiệm và khéo léo không những vậy yêu anh cô sẽ được thường xuyên thưởng thức các món ngon người ta thường hay nói con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày câu nói này rất đúng với duyên bởi cô cực kỳ mê đồ ăn của anh nấu em đang nghĩ gì đó ăn đi còn về anh gọi taxi cho em về rồi đấy duyên nghe xong liền dãy nảy lên hả anh vẫn còn ý định đuổi em đi sao ở đây chật trội lắm Không có chỗ cho em ngủ đâu Em ngủ đâu cũng được hết Em nhất định không đi về đâu Sao em trẻ con thế hả à? Em và anh đâu có thân thiết đến mức ở cùng nhau Anh xin em đấy Về nhà đi Ba mẹ em đang mong em về lắm đấy Dù có lỉ lợm đến mức nào đi chăng nữa Nhưng khi nghe thấy mình nói như vậy Duyên không khỏi chạnh lòng Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Ánh mắt cô không giấu nổi sự đau đớn Cô nhìn anh một lúc lâu rồi lặng lẽ xách vali rời đi. Tại sao anh phải nặng lời với cô như thế chứ? Cô cũng là con gái. Vì yêu anh mà cô vứt bỏ cả sĩ diện của mình. Vì yêu anh mà mấy năm qua cô luôn cố gắng để bản thân tốt hơn. Thế mà chưa một lần anh mở lòng với cô. Nhưng cô chẳng thể trách anh được là cô yêu đơn phương anh cơ mà. Duyên vừa đi trên đường vừa khóc nấp lên mặc kệ những người xung quanh đang nhìn đầy thương hại. Cô yêu anh nhiều như vậy mà anh không thèm đón nhận anh sẽ không bao giờ gặp được ai yêu anh nhiều như cô đâu. Diên đau đớn ngồi xuống bên cạnh đường khóc đu tu, tu. Cô đâu biết có người lo lắng đi theo sau cô suốt cả một chặng đường. Này, em định ngồi đây khóc hết đêm đấy à? Mặc kệ em, em có khóc đến sáng mai thì cũng không liên quan gì đến anh. Thôi đứng dậy đi, anh đưa em về. Khỏi, em tự về. Em cứ ngồi đây thì đến bao giờ mới về tới nhà. Đã bảo là mặc kệ em. Diên tức tối hét lên, làm Minh sững sờ mất mấy giây kiểu này duyên chắc chắn sẽ không về mà đến mấy quán ba quẩy suốt đêm mất anh thở dài rồi nói được rồi anh nhận em vào làm được chưa đừng khóc nữa đứng dậy theo anh về duyên nghe thấy anh minh nói vậy liền lau vội nước mắt rồi đứng phát lên hỏi lại anh cho em ở lại thật à anh không lừa em đấy chứ mình không đáp lại mà kéo duyên đi luôn để tránh những ánh mắt tò mò đang nhìn anh và duyên về đến quán anh chỉ vào trong căn phòng nhỏ rồi nói hôm nay chắc em mệt rồi vào trong đó ngủ đi phòng của anh ạ à? ừ, thế anh ngủ ở đâu mình vừa đẩy Duyên vào trong phòng vừa nói anh con trai ngủ đâu chẳng được em vào nghỉ đi nói rồi anh nhẹ nhàng đóng cửa lại cho cô đầu óc anh bây giờ đang dối bời tại sao mỗi lần đứng trước mặt cô anh lại mềm lòng đến thế chứ cả đêm anh nằm trành trọc chẳng thể nào ngủ nổi hôm sau Duyên dậy thật sớm để phụ giúp mình dọn dẹp lại quán mình chia phòng ngủ ra làm đôi một nửa cho Duyên còn nửa còn lại cho anh, nói là chia làm đôi. Chú duyên viết thừa anh chia phòng cho cô nhiều hơn, anh còn trang trí phòng cho cô đẹp lắm. đến chiều minh đi phát tờ rơi, còn duyên ở nhà viết bài để quảng bá trên mạng xã hội. hai ngày sau quán ốc của minh chính thức khai trương. dù minh đã có nhiều kinh nghiệm trong việc làm quán ốc, nhưng đây là lần đầu tiên anh lên thành phố, ở một môi trường hoàn toàn khác với ở dưới quê, nên anh không tránh khỏi bỡ ngỡ và một chút lo lắng. may là có duyên luôn bên cạnh động viên nên anh cũng phần nào yên tâm. Duyên hoạt bát và nhanh nhẹn lắm, cô phục vụ khách rất nhiệt tình và chu đáo, ai đến quán cũng đều rất hài lòng. Quán mới mở nên vẫn còn ít người biết đến. Vì vậy Duyên và Minh phải tranh thủ lúc rảnh để đi quảng bá và phát tờ rơi, hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi. Mình thường duyên vì anh mà vất vả, ngày nào cũng nhắc nhở cô phải nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe mà cô ngang ngạnh chẳng chịu nghe lời. Cuộc sống tuy vất vả và thiếu thốn đủ thứ, nhưng Duyên lại thấy cuộc sống này mới thật sự có ý nghĩa đối với cô. Được ở cùng anh, được anh quan tâm, được hàng ngày ăn những món ngon anh nấu, đó chẳng phải là điều ước bấy lâu nay của cô hay sao? Cô muốn là người đồng hành cùng anh trong những thời gian khó khăn nhất này. Từ hôm cô đi đến nay, cũng gần một tháng rồi, mà hôm nay mẹ Tâm mới chịu gọi hỏi thăm con gái. Nhận được cuộc gọi của mẹ, Duyên cứ ngỡ mẹ đã hết giận và đồng ý chuyện của cô. Thế nhưng vừa mới nhấc máy, chưa kịp chào thì đã nghe thấy mẹ quát. Về nhà ngay, mau lên, đừng để mẹ phải lên tận nơi, lôi cổ mày về. Mẹ Tâm nói được là làm được, nên Duyên có phần lo lắng. Mẹ cô mà lên đây thì rắc rối to, thầm nào bà cũng làm ẩm mỹ lên cho mà coi. Duyên cười cười rồi lời lừa lời nói với mẹ, con gái mẹ đang sống ở đây rất tốt, mẹ không phải lo lắng cho con đâu. Thấy mẹ vẫn khỏe mạnh như vậy, ấy. con yên tâm rồi. Khi nào ba mẹ với anh chị rảnh thì lên quán anh Minh ăn ốc nhé, chắc chắn mọi người sẽ nghiện cho mà coi. À, giờ con bận chút việc rồi, con sẽ gọi lại cho mẹ sau Bye bye mẹ nhé Duyên nói một chàng rồi vội vàng cúp máy Làm bà Tâm bực bội lắm Không hiểu sao bà lại đẻ ra đứa con gái ngốc đến thế Thằng Hải vừa đẹp trai vừa là bác sĩ Quá môn đăng hộ đối rồi mà nó lại còn không chịu Cứ chạy theo cái thằng chả có tiền đồ gì Làm bà tức điên lên được Nếu không có con dâu cản Thì bà đã lên thành phố Cho cái đứa con gái hư một trận rồi Đến tối muộn khi khách hàng đã về hết Duyên đang lau nhà thì thấy Minh xòe chiếc phong bì ra trước mặt rồi nói Cảm ơn em đã giúp anh Đây là tháng lương đầu tiên của em Duyên xứng người nhìn Minh Cô liếc nhìn chiếc phong bì rồi lại nhìn lên anh nói Em đã bảo anh Không cần phải trả lương em rồi còn gì Quán mới mở nên vẫn còn ít khách Tháng này anh đâu có dư được bao nhiêu Anh đã nuôi em ngày ba bữa rồi Còn gì nữa Đã vậy anh còn hay mua trà sữa cho em nữa cơ mà Em làm việc cho anh thì anh phải trả lương Nếu em không nhận thì mai thu dọn đồ đạc rồi về đi Ôm Thế nhưng mà anh nuôi em cũng tốn vết đấy Hay là em lấy một nửa số lương thôi nhá Mình chẳng thèm đứng đôi co với Duyên Anh đặt chiếc phong bì vào tay cô Rồi quay lại dọn dẹp quán Anh lúc nào cũng kiệm lời hết Duyên bóc phong bì ra xem Để ngạc nhiên khi đếm số tiền Anh trả cô hẳn 8 triệu Cô quay lại nhìn anh rồi lắp bắp Sao, sao anh trả em nhiều vậy Vì em xứng đáng mà Em vất vả nhiều rồi Trời ơi Bình thường người ta đi làm phục vụ quán ấy chỉ có lương 3 4 triệu thôi, còn chưa kể anh nuôi em, ăn rồi lo cho em ở nữa. Anh bị nóng đầu rồi mới trả em nhiều như vậy đấy. Em chỉ lấy 2 triệu thôi, còn đâu có gửi lại anh. Anh không muốn nói nhiều đâu, em đừng có loằng ngoằng. Anh mới là người hâm ấy. Nói rồi Duyên rút ra 2 triệu, còn đâu đem lại trả anh. Duyên nhét phong bì vào túi áo của anh rồi vừa chạy về phòng vừa nói, anh lau nhà giúp em nhé, hôm nay em mệt, em xin phép em đi nghỉ trước đây. Mình nhìn Duyên mà chỉ còn biết lắc đầu, so với công sức Duyên bỏ ra giúp anh thì mấy đồng lương này đáng bao nhiêu, vì anh mà Duyên đã phải chịu thiệt thòi, cô năm nay đã 24 tuổi, cũng đã đến cái tuổi kết hôn, thế mà cứ ngang bướng đi theo anh, khiến anh luôn cảm thấy khó xử. Đến đêm muộn rồi mình mới dọn dẹp xong, anh vào phòng thì thấy bên phòng Duyên vẫn sáng đèn, anh liền hỏi: "Em vẫn chưa ngủ à?" "Em chưa, em chờ anh." "Mệt thì ngủ trước đi, chờ anh làm gì?" em thích. À mà anh ơi, có chuyện gì, em nói đi, anh lấy em đi. Nghe Duyên nói mà Minh phì cười, anh gõ tay vào vách ngăn rồi nói. Em đang cầu hôn anh đấy à? Em đang nghiêm túc đấy. Mình im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Xin lỗi, anh không thể. Dù đã đoán trước được câu trả lời của anh, nhưng Duyên vẫn cứ muốn hỏi. Cô luôn nói anh ngốc khi lúc nào cũng đợi chờ một người phụ nữ trong quá khứ. Nhưng cô cũng ngốc đâu kém anh, khi cứ chạy theo một người vẫn còn nặng tình. Nhưng mà khi yêu rồi thì con người ta mù quáng lắm, không bao giờ lắng nghe lý trí đâu mà toàn thuận theo con tim. Sáng nào cũng vậy, Duyên đều dậy sớm đi theo anh đến chợ hải sản mua ốc, đi càng sớm thì càng lựa được nhiều đồ tươi ngon. Hôm nay cuối tuần cần phải mua nhiều ốc hơn nên đến gần trưa mới mua xong. Duyên đang đứng chờ Minh tính tiền thì gặp anh Hải đang dẫn bác gái đi mua hải sản. Duyên liền lễ phép. Con chào bác, Hôm nay bác lên thăm anh Hải à? Ơ, ờ, duyên, không ngờ gặp được con ở đây. Con làm gì mà mua lắm ốc thế này? À, con làm quán ốc bác ạ. À. Trời, con giỏi quá, còn biết kinh doanh nữa. Dạ, đâu có, con làm thuê thuê ạ. Giấu giếm bác làm gì? Con mà lại phải đi làm thuê cho quán ốc hay sao? Bây giờ cũng chưa rồi, hiếm khi mới gặp được con. Về nhà bác ăn cơm nhá. Lời đề nghị của bác gái quá đột ngột, làm duyên chưa biết trả lời sao, thì Minh từ sau tiến lại gần. Anh cúi đầu chào bác và anh Hải Rồi quay sang nói với Duyên Em đi ăn cơm với bác và anh đi Đưa mấy túi ốc đây để anh xách về Nói rồi mình xách ốc đi thẳng Còn Duyên vẫn đang lưỡng lự Thế vậy anh Hải liền lên tiếng Đi ăn cơm với bác và anh Mà em cũng phải suy nghĩ nhiều thế à Anh giận em lắm đấy Em cũng muốn đi lắm Mà hôm nay cuối tuần quán đông khách Nên em rất bận Rồi Duyên quay sang bác gái ái náy nói Con xin lỗi bác Hôm nay con không thể đến nhà bác được rồi hẹn bác hôm khác nha bác ừ không sao đâu nếu mà con bận thì cứ đi đi dạ vậy con chào bác và anh con về đây ạ à? nói xong duyên nhanh chân chạy về phía minh mỗi lần nói chuyện với mẹ anh hải cô luôn cảm thấy e rè và không được thoải mái nhà anh hải là gia đình gia giáo có nền nếp nên nói chuyện với mẹ anh cũng phải dùng từ ngữ hết sức cẩn thận duyên vỗ vai minh mạnh một cái rồi nhăn nhở minh đẹp trai sao mặt anh nhăn nhó khó coi thế này hả hay có phải là ghen đúng không mình nhíu mày, anh khẽ đẩy riêng sang một bên rồi nói Anh mừng cho em chẳng hết nữa là Sao em không đi ăn cùng họ Em sợ anh buồn á Không hề, không có em anh thấy đỡ nhức đầu hơn đấy Mà anh thấy gia đình nhà người ta cũng quý em Anh Hải lại là bác sĩ Điều kiện tốt như vậy sao em không đồng ý lấy Anh nói gì mà kỳ vậy Thế sao em xinh đẹp thế này Gia đình cũng có điều kiện Lại còn yêu anh hết lòng Sao anh không chịu mà cứ nhớ về quá khứ làm gì Lời hứa năm đó người ta quên xứ nó rồi chỉ có anh cứ ngu ngốc Nhưng vẫn còn nhớ thôi đấy Anh chưa bao giờ thất hứa với ai cả Anh đã hứa với cô ấy thì anh sẽ thực hiện Dù chờ 10 năm nữa Cũng không sao Duyên nghe xong mà thấy nhói lòng Cô nhìn anh đầy buồn bã rồi nghẹn ngào Ừ, anh cứ chờ người ta đi Còn em sẽ chờ anh Nói xong Duyên bỏ đi trước Cô về phòng lấy mấy chai rượu ra uống Đúng là không có cái sầu nào bằng cái sầu Bị người mình yêu phú vàng anh ta nói mà không hề để ý đến cảm xúc của cô Hay là anh muốn đuổi cô đi Còn lâu nhá Cô sẽ ở đây đến khi nào Anh đồng ý làm chồng cô thì thôi Ngày hôm đó cô bỏ mặc quán Cô uống rượu thật say Rồi ngủ một mạch đến tận tối muộn mới giật mình tỉnh giấc Cô xuống quán thì thấy anh vẫn còn đang dọn dẹp Giờ tỉnh rượu cô mới thấy mình thật hồ đồ Đang yên thì giận hờn linh tinh Rồi để anh làm việc một mình Hôm nay lại là cuối tuần Chắc anh phải làm việc cực lắm cô chạy lại ôm chầm lấy anh rồi sụt xịt em xin lỗi em sai rồi anh xoa đầu riêng rồi cười hiền nói sao em lại nói vậy em đâu có làm gì sai có mà em sai vì đã uống say để anh phải làm việc một mình lâu lâu cũng phải được xả hơi một hôm chứ ra ghế ngồi đi để anh lấy canh trong biển cho em ăn dài rượu anh đừng đi cứ đứng nguyên cho em ôm một chút nữa thôi hôm nay em làm sao vậy em sợ sợ ngày cô ấy sẽ trở về và cướp anh đi mất em sợ lắm nước mắt duyên rời lã chã trong lòng cô vẫn luôn lo sợ ngày đó sẽ tới chỉ nghĩ đến thôi cô đã thấy đau nhói lòng rồi mình đứng đơ mất mấy giây lòng anh bỗng dưng thấy có gì đó gai gai cảm giác này thật khó chịu anh không biết nên làm gì lúc này anh chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng cô để an ủi bao lần cô hỏi anh rằng anh có thương cô không có chút tình cảm nào với cô không mỗi lần như vậy anh đều lảng tránh không trả lời cô nhưng thật ra trong lòng anh đã có đáp án rất rõ cuộc sống của duyên và minh vẫn nhẹ nhàng trôi qua quán của anh cũng đã dần ổn định và đã có lượng khách nhất định mùa thu năm đó cái dung đỗ vào một trường cao đẳng trên thành phố mới đầu bà thắm và dung thuê một nhà trọ gần quán của minh để ở nhưng về sau thấy anh làm ăn được bà thắm liền thuê luôn một căn trung cư bà kêu ở phòng trọ chật trội hồ nào sẽ ảnh hưởng đến việc học của cái dung duyên nghe xong mà thấy bực bội nhưng cô chẳng thể làm gì được còn anh minh thì rõ hiền bà thắm đòi bao nhiêu tiền anh cũng đưa chẳng bao giờ thấy phản nàn một tháng anh đã tru cấp bao nhiêu tiền cho hai mẹ con bà thắm rồi thế mà thỉnh thoảng cái dung còn thó trộm tiền của anh nữa một lần duyên bắt ngay tại trận cô gào lên mày có biết thương anh mày không thế hả mày tưởng kiếm được đồng tiền là dễ thế hả còn ôn này hôm nay tao cho mày biết tay cái dung nghe thấy vậy liền rút vội hai tờ năm trăm nghìn rồi chạy biến ra ngoài. Nó còn quay lại vênh mặt lên nói Tôi với anh Minh ấy chỉ là anh em trên danh nghĩa thôi chứ chả có máu mù ruột già gì đâu. Nếu không có mẹ tôi anh ta chết từ lâu rồi. Giờ được sống khỏe mạnh như vậy thì phải trả ơn mẹ con tôi nhá. Có vài cái đồng bạc lẻ mà đã gào cái mồm lên rồi mà chị cũng chẳng có tư cách gì đâu nhá. Đừng có mà vượt quá giới hạn. Nghe cái dùng nó nói thế mà Duyên tức cái lồng ngực. Cô chỉ thẳng vào mặt nó rồi hét lên. Mày có ngon thì đứng đấy đừng có chạy. Đứng nguyên đó cho tao, đố chị bắt được em đấy dứt lời nó chạy nhanh ra ngoài đường nhảy lên xe máy của đám bạn rồi phóng đi mất duyên là duyên bực cái con dung này lắm rồi mà chưa lần nào bắt được nó lần sau cô mà bắt được cô cho nó một trận tơi bời duyên vào nhà tu hết hơi một cốc nước mà vừa nãy lời cái dung nói là sao nhỉ chỉ là anh em trên danh nghĩa chứ không có máu mủ vậy là bà thắm cũng không phải là mẹ ruột anh nghĩ đến đây duyên liền chạy vào trong quán tìm minh cô sốt sáng hỏi anh không phải con ruột của bà thắm đúng không cái dung cũng không phải là em ruột anh mình tỉnh bơ đáp em biết rồi à thầm nào họ không thương xót anh vậy tại sao anh phải khổ sở nuôi họ cái dung vừa lại lấy tiền của anh đấy anh biết anh biết vậy tại sao anh cứ nhắm mắt cho qua anh đâu có phải cỗ máy kiếm tiền của bọn họ anh không nghĩ cho anh cho tương lai của anh à thế bây giờ em bảo anh phải làm gì họ vừa là ân nhân cứu mạng của anh vừa kêu mang anh từ bé nuôi anh khôn lớn bây giờ anh kiếm được ra tiền thì nên đền đáp họ chứ đành là như vậy nhưng hai mẹ con bà thắm tiêu xài quá phung phí anh làm còn không đủ nuôi họ nữa là mình thở dài im lặng không nói thêm câu nào với duyên nữa duyên đành hậm hực ra ngoài ghế ngồi thời tiết hôm nay thất thường quá vừa nãy còn nắng to mà giờ đã lất phất mấy hạt mưa bay chạy ra ngoài thu đồ đạc vào thì thấy một chiếc xe ô tô màu hồng chạy lướt qua cái xe này quen mắt quá đúng rồi là xe của chị chi mà duyên đuổi theo chiếc xe rồi gọi lớn chị chi ơi chị chi em em ở đây duyên cứ mãi chạy theo chiếc xe mà không hề để ý trên đường cô vấp phải nắp cống ngã sóng xoài xuống đất đúng lúc này minh cũng chạy tới đỡ duyên dậy rồi cằn nhằn trời ạ à, sao em bất cần vậy em tưởng em là siêu nhân hay sao mà đuổi được ô tô nào lên lưng anh cõng về duyên ngoan ngoãn nghe theo lời anh về đến quán anh khử trùng mấy vết xước ở chân cho cô Vừa làm anh vừa hỏi Có đau không? Duyên mếu máu trả lời Có, đau lắm Em nhớ nhà đúng không? Mấy tháng rồi còn gì? Em về nhà đi Em, em muốn về Nhưng sợ, em sợ gì? Sợ ba mẹ giữ ở nhà không cho đi nữa Em nên về nhà thôi Em định chôn vùi tuổi trẻ của mình Ở nơi không có tương lai này à Ai bảo chỗ này không có tương lai anh sắp mở thêm một quán nữa rồi còn gì rồi sau này anh chả có chuỗi bán quán ốc lúc đó em sẽ được làm quản lý dừng lại sáng ngời thế cơ mà mình khẽ cười anh cốc vào đầu cô một cái rồi nói cứ ngồi đó mà ảo tưởng đi nói rồi anh quay lại làm việc còn duyên thì lôi điện thoại ra gọi cho chi đầu dây bên kia giọng chi lanh lành ai bảo đuổi theo xe tao làm gì ngã sấp mặt ra chưa có đau không nghe thấy chi nói vậy duyên liền tá hỏa Bà nhìn thấy tôi đuổi theo mà không thèm dừng xe lại Bộ ghét tôi rồi sao Tao muốn dừng lắm mà mẹ tâm không cho Mẹ tuần nào chả bắt tao trở lên thành phố để được nhìn mày Có cái mẹ vẫn còn giận mày nhiều lắm Chưa muốn gặp đâu Chị ở nhà chăm sóc ba mẹ giúp em với nhà Khi nào bắt được anh chủ quán làm chồng Thì em sẽ về Nghe Duyên nói mà chi cười sặc sủa Mày cứ yên tâm đi Ba mẹ đã có anh chị với đậu đỏ rồi Nhưng có chắc là sẽ bắt được người ta làm chồng không không chắc lắm nhưng mà sẽ cố ờ vậy chúc con bạn già sớm tìm được hạnh phúc nhớ mà giữ gìn sức khỏe đừng để bị thương nữa nha dạ vâng thưa chị dâu thôi em đi làm việc đây cuối tuần này anh chị cho đậu đỏ lên chơi với em nhé cuối tuần này thì không được rồi anh vũ phải đi trực cơ để khi khác nhé nhớ mọi người nhiều được rồi thương em cố gắng lên còn nếu mệt mỏi quá thì về nhà ba mẹ với anh chị vẫn luôn chờ em trời đất nghe chị nói mà em xúc động khóc luôn rồi đây này thôi em đi làm việc đây nói chuyện với chị sau ờ bye bye duyên vừa cúp máy thì thấy bà thắm dẫn một người phụ nữ về quán người phụ nữ này khá là sang trọng túi sách quần áo đều là hàng hiệu có lẽ là bạn cờ bạc của bà thắm chăng bà thắm niềm nở mời người phụ nữ ấy ngồi rồi quay qua duyên nói duyên pha cho bác ấm nước chè nha con dạ duyên pha ấm nước chè rồi đem ra mời hai bác uống nước Người phụ nữ thấy vậy liền kéo Duyên lại hỏi Han Con làm thuê ở đây à? Vâng ạ, à. con xinh gái quá Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 24 tuổi rồi ạ à? Ồ, vậy con đã có người yêu chưa? Cô giới thiệu cho mày mối này ngon lắm Con cảm ơn cô Nhưng con vẫn còn trẻ, chưa muốn kết hôn Ờ thì cô chỉ giới thiệu thôi Cứ tìm hiểu nếu mà hợp thì đến với nhau Chứ ai bắt cưới ngay đâu mà sợ Nhưng con vẫn chưa muốn yêu Thôi cô với bác ngồi nói chuyện nha Con đi làm việc đây Nói rồi Duyên chuồn vội ra chỗ anh Minh Cô mỉm cười đứng cạnh anh thủ thì Anh mà không biết giữ chặt em Là có người khác cướp mất đấy Anh mong có người hốt em đi hộ Duyên đánh khẽ vào người Minh mấy cái Rồi dãy nảy lên Anh ăn thật quá đáng Anh không biết nói ngọt ngào một tí à Chả hiểu sao em lại thích người như anh nữa Người gì đâu mà nhạt nhẽo chết đi được Giờ em quay xe Vẫn còn kịp đấy Duyên lườm anh rồi rít lên Quay cái đầu anh ấy Duyên vừa nói rất lời thì nghe thấy người phụ nữ đi cùng bà thắm kêu lên ầm ĩ tiền của tôi đâu rồi vừa rồi tôi kiểm tra vẫn còn mà sao giờ không thấy đâu nữa bà thắm đưa mắt tìm xung quanh rồi lo lắng hỏi bà bị mất nhiều không năm mươi triệu trời ơi rõ ràng lúc tôi vào đây tiền vẫn còn trong túi chắc chắn có đứa ăn trộm rồi thôi chết rồi vừa lúc nãy cái duyên ngồi gần với cái túi sách của bà đúng không cái còn mất dạy này để tôi gọi nó ra bà thắm chưa kịp gọi thì duyên đã chạy ra Cô nhảy dựng lên nói: "Bác đừng có mà vu khống cho con, gia đình con như thế nào bác biết cơ mà. Từ bé cho tới lớn con chưa biết lấy của ai một thứ gì đâu. Chỉ có mày chứ còn ai vào đây nữa. Mày làm ở đây lương thấp không đủ tiền tiêu nên đi ăn cắp đúng không?" Mình lúc này cũng đã đi tới, anh kéo Duyên ra sau lưng mình, anh gần giọng: "Duyên tuyệt đối không phải là loại người trộm cắp, cô nhớ kỹ xem có để quên ở đâu không? Chứ quán cháu ban ngày làm gì có khách đâu mà dễ mất như vậy?" Người phụ nữ kia vẫn nói đầy chắc nịch. Cô chắc chắn lúc bước vào đây, trong túi vẫn còn tiền. Giờ cô kiểm tra lại thì không thấy đâu nữa. Cháu nghĩ chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi. Chỉ có cô với mẹ cháu ngồi đây thôi cơ mà. Người phụ nữ liếc mắt nhìn Duyên đầy khó chịu rồi nói. Cô nghi ngờ là con bé kia lấy. Vì nó đang nói chuyện với cô thì tự nhiên vội vàng xin phép đi vào trong nhà. Với lại nó còn ngồi sát ngay bên cạnh cái túi sách của cô. Mọi chuyện rõ rõ rành rành như vậy. Cháu đừng có mà bênh nó. Vậy để cháu chất lại camera là biết ngay. Bà Thắm nghe thấy vậy liền có chút giật mình. Bà run run nói, ờ, con lắp camera từ bao giờ vậy? Sao, sao mẹ không biết? Anh mình vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại không nói gì, còn Duyên thì nhanh nhỏ. Bác suốt ngày đi đánh bài, có bao giờ quan tâm đến quán đâu mà biết được. Cái con danh này, mày dám nói tao thế à? Con nó chỉ nói đúng sự thật thôi. Bà Thắm điên máu định lao vào tát Duyên vài cái cho bỏ tức, thì bị Minh đẩy ra. Anh giơ chiếc điện thoại lên rồi vặn loa ngoài. Tiếng bà Thắm nói nhỏ với người phụ nữ. Chuẩn bị chưa? Nhớ làm theo đúng lời tôi nói đấy. Ừ, tôi biết rồi. Nhưng nói mất 50 triệu có nhiều quá không? Nhiều gì mà nhiều. Nhà con bé kia giàu lắm. Mà lấy tiền đáng là bao? Yên tâm đi. Cánh tay cầm điện thoại của Minh run lên bần bật. Anh nắm chặt chiếc điện thoại rồi hét lên. Mẹ đang làm cái trò gì vậy hả? Tháng nào cũng đưa cho mẹ mấy chục triệu mà vẫn không đủ. Mẹ làm ra cái việc này mà không thấy tự xấu hổ với lương tâm à? Đổ oan cho người ta để lấy tiền, khác gì là ăn cướp đâu. Chưa bao giờ bà Thắm thấy con trai giận dữ như vậy, bà sợ hãi kéo tay người phụ nữ nhanh chóng rời khỏi quán. Bà đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng rồi, không mở thằng Minh đã lắp camera từ bao giờ. Vậy là kế hoạch của bà đê tăng, không những vậy còn bị mất mặt nữa chứ. Lúc này ở quán chỉ còn lại Minh và Duyên, vẻ mặt Minh đầy thống khổ. Anh quay sang nói với Duyên, anh xin lỗi, anh đâu có lỗi gì đâu Em phải cảm ơn anh mới đúng Mình thở dài Anh mệt mỏi nói Đừng theo anh nữa Sẽ khổ và thiệt thòi cho em đấy Một mình anh chịu là được rồi Anh không muốn nhìn thấy em vướng phải mấy cái rắc rối này nữa Em sẽ mãi ở bên anh Dù cho có vất vả và khó khăn hay rắc rối như thế nào đi chăng nữa Em cũng sẽ không bao giờ bỏ lại anh một mình đâu Vì em thương anh Mình nén lại xúc động vào trong lòng Anh nghẹn ngào nói sau này thành công Nhất định anh sẽ bù đắp lại cho em Bao nhiêu năm theo đuổi anh Đây là lần đầu tiên Duyên thấy ấm lòng đến thế Cuối cùng thì anh đã không còn lạnh lùng Khó chịu với cô nữa rồi Bởi vậy mà các cụ hay có câu nói Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén Đến Tết Duyên mới lấy hết súng khí về thăm ba mẹ và anh chị Đến gần ngày về Minh chuẩn bị cho cô đủ thứ Anh dẫn cô đi mua quần áo mỹ phẩm Còn chu đáo mua quà cho ba mẹ và anh chị cô nữa Cô mỉm cười thủ thỉ vào tai anh Anh mà là con rể của ba mẹ em Thì tốt biết mấy Bây giờ mỗi lần Duyên trêu anh như vậy Anh đều cười trừ Chứ không từ chối phũ phàng như trước nữa Một năm sau Sau gần hai năm vất vả trên thành phố Mình đã mở cho mình được bốn quán ốc Món ốc của anh nổi tiếng và có thương hiệu trong thành phố Nhiều người đến tìm anh Mong được hợp tác để phát triển thị trường thêm nữa Nhưng anh vẫn còn suy nghĩ Anh muốn từng bước từng bước tiến của anh phải thật chậm rãi và chắc chắn duyên bây giờ đã lên làm quản lý cô luôn đồng hành bên anh cùng anh tìm hiểu các thị trường có tiềm năng để đầu tư mở rộng thị trường cuộc sống của duyên vẫn rất vui vẻ cho đến một ngày người con gái đó trở về rồi cái ngày duyên lo nhất cũng đã đến người con gái đó bây giờ đang đứng ngay trước mặt minh khiến anh ngạc nhiên đến mức chiếc cốc trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành giọng anh nghèn nghẹn thốt lên lệ Cậu đã về Lệ đôi mắt rưng rưng Cô chạy đến ôm chầm lấy Minh rồi khóc nức nở Mình vẫn còn chưa hết ngạc nhiên Anh cứ đứng đờ người ra đó Anh không hiểu tại sao lúc này Ánh mắt anh lại liếc nhìn sang Duyên Như kiểu đang làm chuyện có lỗi với cô vậy Duyên chừng đôi mắt lên nhìn Minh Cô giận dữ tiến lại kéo Lệ ra khỏi Minh rồi hét lên Sao chị dám ôm anh ấy trước mặt em hả Tiếng hét của Duyên to đến mức Khiến Lệ giật bắn cả người Cô ngờ ngác hết nhìn Minh rồi lại quay qua nhìn Duyên. Cô nhẹ nhàng nói, em là ai vậy? Chị là người yêu của Minh, chị ôm anh ấy có gì sai? Duyên hậm hực nói, người yêu cái con khỉ, đã bao năm rồi chứ, chị bỏ anh ấy đi biển biệt 7 năm trời, không một lần liên lạc, giờ quay về đây như chưa từng có cuộc chia ly. <laughs> Thật nực cười. Chị sang bên nước ngoài được vài ngày thì bị mất liên lạc với anh ấy, tuy vậy thì 7 năm qua, chị vẫn luôn nhớ về anh. Vẫn mong đến ngày về để được gặp anh Ô hay Thời đại bây giờ là thời đại 4.0 rồi đấy chị ạ à. Làm gì còn cái chuyện mất liên lạc đến tận 7 năm Chỉ là chị không muốn liên lạc thôi Lệ cảm thấy cực kỳ khó chịu Với cách nói chuyện của Duyên Cô nhằn mặt rồi nghiêm giọng nói Thế em là ai? Là người yêu của anh Minh à? Duyên chần chừ một chút rồi ấp ứng nói Không, không phải Lệ bật cười, cô khoanh tay nhìn Duyên nói Thế tại sao? em lại cứ xen vào chuyện tình cảm của chị với anh minh anh minh còn chưa trách móc chị thì em nghĩ mình là ai mà có quyền rồi lệ ngước lên nhìn minh rồi nói tiếp tớ với cậu có thể tìm chỗ nào đó nói chuyện riêng được không duyên nghe thấy lệ nói vậy liền ôm chặt lấy minh em không cho chị mang anh ấy đi đâu sau một hồi kinh ngạc mình bây giờ mới hoàn hồn anh gỡ tay duyên ra khỏi người anh rồi nói em đừng trẻ con nữa được không duyên em không biết không biết đâu em sợ anh sẽ bỏ em đi. Mình phỉ cười, anh búng lên chán Duyên rồi nói, quán ốc của anh ở đây thì anh bỏ đi đâu được, ở lại trong quán cho anh, tối rồi anh về. Nói rồi Minh cùng Lệ bước ra khỏi quán, để lại Duyên vẫn còn đang đứng hậm hực. Cả buổi chiều hôm đó cô đứng ngồi không yên, chốc chốc lại ngó ra ngoài để ngóng anh trở về. Lệ với trả liếc, nhìn ngứa hết cả mắt, lúc vất vả khó khăn thì chẳng thấy liên lạc hỏi han gì, Đến bây giờ thì anh làm ăn khấm khá thì về nhận là người yêu. Duyên cứ nghĩ cô là cái loại mặt dày nhất rồi. Ai ngờ còn có người mặt dày hơn. Đã thế lại còn giá vở yếu đuối. Gớm, không nể mặt anh Minh ở đó thì cô đã tát cho chị ta vài cái mà bớt cái tính giả tạo đi rồi. Đến gần 9 giờ tối Minh mới trở về, nhìn thấy Duyên đang ngồi ngoài cửa. Anh đoán là cô đang đợi anh về. Anh tiến lại gần Duyên, giọng anh trầm trầm. Sao em không ngồi trong nhà Ngồi ngoài này xương xuống dễ ốm lắm Đôi mắt Duyên hơi đỏ Cô nhìn anh phụng phịu Sao bây giờ anh mới chịu về Em tưởng người ta bắt anh đi rồi chứ Nói xong bỗng nhiên Duyên òa khóc nức nở Làm anh luống cuống Anh lấy khăn đưa cho cô rồi dỗ dành Anh về rồi đây Mà tại sao em vẫn khóc Tại anh về muộn ấy làm em sợ Mà anh với chị ấy nói chuyện gì thế Anh có đồng ý nối lại tình cảm với chị ấy không Sao em lại hỏi vậy bọn anh đã chia tay đâu duyên lúc này nín khóc hẳn cô ngước lên nhìn anh hỏi lại ý anh là sao trước khi lệ đi nước ngoài anh và cô ấy đã thể ước mãi mãi bên nhau bây giờ lệ đã trở về anh và cô ấy sẽ cùng nhau thực hiện lời thề đó xin lỗi em duyên nắm chặt bàn tay lại cô dõng dạc nói anh đâu có lỗi gì từ đầu đến bây giờ là em luôn bám theo anh là em tự nguyện em đã quá tự tin vào bản thân mình khi nghĩ sẽ khiến được anh thích em là em nhầm rồi nếu anh đã chọn quay lại với cô ấy thì em thật tâm chúc anh mãi mãi được hạnh phúc em không còn gì để hối tiếc nữa rồi ngày mai em sẽ rời khỏi đây ngay mình bỗng cảm thấy khó thở anh cảm giác như mình sắp mất đi một thứ cực kỳ quan trọng tại sao lại thấy đau lòng khi duyên nói như vậy chứ anh điền mất rồi đây chẳng phải là điều anh muốn nói sao anh đau đớn nhìn duyên nói trước đây anh đã hứa sau này thành công sẽ bù đắp lại cho em những vất vả mà em đã phải chịu vậy nên anh sẽ sang tên cho em hai quán ốc để cho em làm ăn anh mong em sẽ gặp được người tốt và hãy luôn mỉm cười em nhé những thứ vật chất đó em đâu cần cái em cần là tình cảm kìa anh xin lỗi khỏi nói xong duyên về thẳng phòng mình cô tự nhủ lòng mình sẽ không bao giờ rơi giọt nước mắt nào vì anh nữa cô mau chóng thu dọn hành lý Sáng mai cô sẽ đi thật sớm Cô không muốn gặp anh thêm một lần nào nữa Mình cả đêm hôm đó cứ đứng trước cửa phòng xuyên Bao lần định giơ tay lên gõ cửa Xong lại bỏ xuống Anh không hiểu bản thân mình đang muốn gì nữa Suốt 7 năm qua anh luôn chờ đợi lệ trở về Anh nghĩ ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất Nhưng anh đã sai Thời gian đã làm thay đổi tất cả Hôm nay đứng trước mặt lệ Anh đã không còn chút cảm xúc nào nữa Nhưng anh không dám nói ra Vì anh sợ sẽ làm cô tổn thương anh thấy mình là một thằng đàn ông tồi anh không xứng với tình cảm của diên sáng hôm sau khi diên đang chuẩn bị rời đi thì gặp một đám côn đồ đang hung hăng đi vào quán tay thằng nào thằng nấy đều cầm vũ khí bọn chúng trừng mắt nhìn diên rồi nói thằng chủ quán này đâu rồi diên ngơ ngác không hiểu sao anh minh lại dây dưa gì với bọn xã hội đen mà để bọn chúng đến tận đây tìm diên cố nở nụ cười ngọt ngào đại ca đại ca tìm chủ quán ốc này có việc gì không ạ ta không nói chuyện với mày gọi thằng chủ của mày ra đây tôi đây các anh đến đây tìm tôi có việc gì không mình bước ra ngoài trên khuôn mặt anh biểu lộ chút khó hiểu anh cũng không biết mấy tên xã hội này đến tìm anh có việc gì một tên tiến lại gần anh rồi lên tiếng hỏi mày có phải thằng minh người yêu con lệ không phải bọn chúng bỗng nhiên cười phá lên một tên nói đại ca thấy em nói đúng không tối qua em thấy chúng nó ngồi nắm tay nắm chân nhau là em đoán ngay con Lệ đang yêu thằng này mà tên đại ca gật đầu hắn đập tay lên vai mình nói anh bạn nhìn có vẻ giàu có thế này mà để người yêu đi vay tiền khắp nơi sao chả đáng mặt đàn ông chút nào nhỉ mình cho mày khó hiểu anh hỏi lại anh nói sao cơ Lệ làm gì mà phải đi vay tiền khắp nơi anh có nhầm lẫn không vậy cô ấy mới về nước ngày hôm qua thôi mà <laughs> mày có đúng là người yêu của nó không vậy nó có đi nước ngoài đâu mà về nước hắn vừa dứt lời thì liền thấy lệ hốt hải chạy tới cô vừa thở vừa nói không phải đâu minh cậu đừng tin bọn chúng nó rồi lệ quay sang đám xã hội đen kia nghiến rằng nói đừng quậy phá nữa quay về đi chiều tôi sẽ đến gặp các anh về cái con mẹ mày đấy tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy bảo thằng người yêu của mày nôn tiền ra đây không thì hôm nay tao cho mày xác định mày biết bọn tao rồi đấy nói là làm lệ sợ hãi nhìn sang minh cầu cứu mình nghĩ chắc chắn Lệ có nỗi khổ nào đó khó nói Anh nhìn đám côn đồ rồi lạnh lùng nói Bao nhiêu? Cả gốc lẫn lời là 950 triệu Chờ tôi chút Mình toàn bước vào trong nhà lấy tiền Thì liền bị Duyên giữ lại Cô nắm chặt tay anh tức tối nói Anh bị điên rồi à? Tiền đó anh không được lấy ra Gần tỷ chứ ít gì đâu Cô ta quay lại với anh là vì anh có tiền đấy Anh ngu nó vừa thôi Thế bây giờ em muốn anh phải làm sao? bỏ mặc người ta lúc người ta khó khăn và cần mình nhất à? Em tránh ra. Duyên bị mình đẩy sang một bên mà cô tức. Không nói được mình, cô quay sang đám côn đồ hùng hổ quát. Bọn mày cút ra khỏi quán tao ngay, không tao báo cảnh sát đến ngay bây giờ. Cô ta nợ tiền bọn mày thì đi mà kéo nhau ra chỗ khác xử lý. Đừng có đến đây ăn vạ. Cút hết, cút hết. Một tên đàn em thấy Duyên ăn nói sắc sược, liền hùng hổ tiến đến tát Duyên một cái như trời giáng, rồi chỉ thẳng mặt chửi ngậm cái miệng chó của mày lại không tao xiên chết bà mày bây giờ cút ra chỗ khác mà chơi đừng ở đây cản trở việc làm ăn của bọn tao quán này của tao việc đếch gì tao phải đi đâu người phải cút ra khỏi đây là chúng mày đấy còn thằng chó này mày dám tát bà thì bà cho mày biết vừa nói duyên vừa nhấc chiếc ghế bên cạnh lên nhằm thẳng đầu tên lúc nãy đập mạnh một cái làm hắn choáng váng nằm vật luôn xuống đất tên đại ca nhìn đàn em của mình bị đánh liền nóng máu ra lệnh xiên chết mẹ con kia cho tao duyên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một tên nhanh như cắt cầm con dao đâm thẳng vào bụng cô đau đớn ôm bụng sắc mặt cô tái nhợt đi vì vậy thì cô vẫn còn nghe rõ tiếng hét thất thanh của mẹ tâm con gái con gọi mẹ đến đón con về cơ mà sao rồi lại nằm im thế này đừng dọa mẹ con phải cố gắng lên mẹ mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện nhanh thôi nước mắt duyên lăn dài trên má cô thều thào mẹ ơi con muốn về nhà ừ ừ được rồi mẹ mẹ sẽ đưa con về mình vừa bước ra ngoài liền bàng hoàng khi nhìn thấy duyên đang nằm trong vũng máu anh giận dữ hét lên thằng nào là thằng chó nào dám đụng đến cô ấy nói rồi anh định chạy đến bên duyên nhưng duyên đã được anh vũ bế đi rồi anh điên loạn ném tất cả những đồ vật gần đó vào đám côn đồ rồi gần giọng nói chúng mày chúng mày sẽ không lấy được một xu nào từ đau đâu biến biến hết Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên đám côn đồ chuồn vội chỉ còn lệ ở lại với anh. Cô đến bên cạnh anh dày rất nói Xin lỗi cậu, mọi chuyện xảy ra như thế này đều tại mình. Đôi mắt mình đỏ mọng anh đưa toàn bộ số tiền cho lệ rồi gần giọng Cầm đấy, rồi cút đi. Từ nay về sau, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Sao tự dưng cậu lại nặng lời với mình như vậy? Mình biết mình sai rồi mà. Cô tưởng tôi là thằng ngốc à? Qua những lời của bọn côn đồ nói thì tôi biết Cô không phải là con người đơn giản Cô không phải là lệ của ngày xưa nữa rồi Vì anh thấy em vay tiền của bọn côn đồ Nên anh nghĩ em là con người không ra gì đúng không Anh biết em vay tiền để làm gì không Là để chữa bệnh cho mẹ em đấy Thế bao năm cô đi làm bên nước ngoài Tiền cô để đâu Cô vay tiền bọn chúng nó cả năm nay rồi Thế chứng tỏ cô cũng về nước lâu rồi đấy nhỉ Thế nhưng cô lại chẳng gặp tôi ngay Cô chờ đến lúc tôi thành công thì mới đến tìm Cầm tiền Sự cút đi Đừng để tôi đổi ý Nói rồi mình định bước đi thì bị Lệ kéo lại Lệ bật khóc tức cười rồi nấc lên nói Anh nói với em như vậy em đau lòng lắm Đừng đối xử với em như thế nữa được không Hay là Hay là anh yêu con bé kia rồi Đúng thế Và cô ấy chính là giới hạn cuối cùng của tôi Thằng nào động đến cô ấy Tôi sẽ không tha đâu Mình đẩy mạnh Lệ ngã xuống sàn nhà khuôn mặt anh lạnh lẽo đến mức ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ trước khi ra khỏi quán anh hỏi lệ nơi ở của bọn xã hội đen kia rồi phi xe thẳng đến đó đến nơi mình vừa bước xuống xe thì gặp anh vũ anh nở nụ cười rồi gọi minh lại nói cậu cũng nhanh đấy hôm nay săn phẳng nơi này luôn chứ nhất định rồi nhưng trước khi vào đó anh cho em hỏi duyên giờ thế nào rồi yên tâm đi nó an toàn rồi vết thương không bị sâu lắm đâu dạ nói xong Vũ ra lệnh cho đám đàn em lên Còn anh kéo mình ra xe Anh nói Cậu khỏi cần phải bẩn tay đâu Đàn em tôi xử được Cái Duyên nó kêu thèm ăn cháo cậu nấu đấy Thật sao anh Duyên tỉnh rồi à Ừ Mình vui vẻ chào anh Vũ rồi phóng xe đi Anh nấu đầy một cặp lồng cháo cá hồi Rồi đem vào bệnh viện cho Duyên Anh gặp bà Tâm ở sành bệnh viện Bà rơm rớm nước mắt rồi nói Cái Duyên nó ngóng cậu từ sáng đến giờ đấy Nó không chịu ăn cháo tôi nấu cậu màu màu đem vào cho con bé đi không ăn nó chết đói bây giờ dạ dù duyên vẫn còn rất mệt nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của mình cô liền nở nụ cười yếu ớt trách móc sao bây giờ anh mới đến có biết là em sợ lắm không anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em xin lỗi vì đã để em phải chịu thiệt thòi khổ tâm trong suốt thời gian qua anh hứa sẽ bù đắp cho em hết quãng đời còn lại và một điều quan trọng nữa anh muốn nói với em anh yêu em từng giọt nước mắt của duyên lăn dài trên má cô khóc vì hạnh phúc cô khóc vì cuối cùng anh đã nhận ra được tình cảm chân thành của cô cô thì thầm vào tai anh em cũng yêu anh cả căn phòng lúc này chìm đắm trong hạnh phúc của hai người mình ôm chặt duyên vào lòng mình anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi giờ này mới nhận ra duyên quan trọng với anh đến mức nào cô là hơi thở là cuộc sống của anh anh yêu cô đến tận xương tủy hai năm sau Trời về khuya, cả thành phố đã tắt đèn đi ngủ, duy chỉ có căn biệt thự cạnh bờ hồ là còn sáng đèn. Bên trong căn biệt thự, tiếng người vợ cào nhau Anh Minh ơi, anh làm gì trong bếp mà lâu thế? Anh đang pha sữa cho em với con mà. Pha cho con thôi chứ pha cho em làm gì? Đêm rồi em không uống gì nữa đâu, béo lắm rồi. Mình cầm hai cốc sữa lật đật chạy lên nhà, anh đưa cho Duyên một cốc rồi nói, phải uống thì mới có sức mà nuôi con được chứ. Duyên nhăn mặt nhìn cốc sữa, từ lúc cô mang bầu đến bây giờ Con được 5 tháng rồi Đêm nào anh cũng bắt cô uống sữa Dù ngán đến tận cổ Cô vẫn cố gắng uống không phụ lại công sức của anh Để em thay bỉm cho con rồi em uống Em uống sữa rồi nghỉ ngơi đi Để con đó anh chăm cho Dạ, à mà sắp Tết rồi Em cũng nên đi làm đẹp đi Mùa sắm đi chứ Cả năm đã vất vả mang bầu rồi sinh con cho anh Bây giờ là lúc cần được chăm sóc Em không cần phải lo con đâu Vì đã có anh ở đây rồi duyên nhéo vào mỗi anh rồi mỉm cười hạnh phúc cô đã không nhìn nhầm người thật may những năm đó dù ai có nói gì đi chăng nữa cô vẫn luôn kiên trì chung thủy theo đuổi tình yêu của mình để bây giờ cô không còn gì phải hối tiếc hạnh phúc nằm sẵn trong tầm tay của mỗi người chỉ có điều chúng ta có đủ bản lĩnh để giữ chặt được nó hay không đừng bao giờ đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác cũng đừng bao giờ mong chờ họ sẽ mang hạnh phúc đến hạnh phúc là của mình do mình quyết định và nắm giữ